Pháp Hòa nghe mấy vị mà người ta làm vàng, người ta nói, người ta kể tuần rồi cũng được nghe. Đến nỗi mà một cái tiệm mà làm vàng mà cái khăn lao bàn người ta cũng không bỏ. Người ta đem, người ta giặt, người ta ngâm nước, người ta mòn bòn lại hết những cái mạ vàng lúc mà bào đó ra, mài đó, nó văng khắp hết. Nghĩa là miếng đất đó bất cứ chỗ nào người ta cũng đều giữ lại hết. Rồi lâu ngày người ta gom lại thành vàng. Thì người ta có vàng người ta gom, mình không có vàng mình gom lúa thóc. Người ta cũng tu bòn tu mót đó chứ. Người nào có tiền thì người ta đeo cả chiếc nhẫn, mình không có, mình làm cho người ta, nhưng mà nó bay với cái đó rồi cứ đi lượm riết, lâu ngày có vàng. Và nghe nói là những miếng đất nào mà nó ở đó mà tiệm vàng lâu năm là miếng đất đó có giá lắm. Tại vì đào đất đó lên mà ngâm nước thời gian là ra vàng dữ lắm. Mới biết chuyện đó. Thì Pháp Hòa nghe xong rồi nói, ồ cái này giống mình tu mót. Thì bây giờ mình chưa tu nổi trọn ngày, trọn tháng, trọn năm, thì mình tu theo thời thôi. Cho nên á, trong một cái khóa tu ha, một ngày từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm, hiếm có người nào đi hết khóa lắm. Hết ngày là hiếm lắm. Có chứ không phải không. Thế nào cũng cúp cua một buổi à. Có người thì cúp cua buổi sáng, có người cúp cua buổi trưa. Bữa nào mà tu được trọn ngày là ngày đó hạnh phúc. Rồi nói sao rồi không ra, nói tôi đau lưng quá, thôi để tôi nghỉ ngơi, chiều nay tôi mót lại. Tôi vòn tôi mót. Người ta có lúa, ta đập lúa, ta đập rồi ta giục mấy cái bó lúa to ra. Những người nghèo đó ta lượm mấy cái đó lại, ta lặt, ta lượm. Nhiều khi người ta chịu khó vậy suốt ngày, tới chiều ta có được lon gạo. Người giàu thì người ta ăn gạo thoải mái, còn người nghèo không có thì mót mấy cái đó. Tu hành cũng vậy. Đừng có đợi đến khi nào mình trọn vẹn mình mới làm, không có đâu. Ở trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện này. Kinh Bách Vụ kể là có cái ông đó, ông nuôi bò. Thì ông chuẩn bị lấy sữa bò để đãi khách. Thì ông mới nói là còn tới 2 tuần lễ nữa mới tới ngày đãi khách. Bây giờ mình lấy sữa bò sớm quá để đâu. Thôi cứ để cất ở trong cái bụng con bò đi. Rồi tới 2 tuần sau đó mình lấy sữa bò cho nó nhiều. 2 tuần sau ra dắt không còn giọt nào hết. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật nói cũng như thế. Nhiều khi chúng ta muốn bố thí, muốn làm lành mà chúng ta đợi. Thí dụ như muốn giúp người ta, nói thôi để khi nào tôi trúng số mới giúp. Nếu cả đời không mua vé số lấy gì trúng. Mà ngàn người mua mấy ai được trúng. Phải không? Cái quan trọng á, hay là mình nói để khi nào tôi giàu tôi bố thí. Để khi nào tôi có nhiều đi tôi bố thí. Người ta đâu có, người ta mà đợi mình giàu là ta rụt xương rồi. Mà bây giờ người ta chỉ cần mình cho người ta một chén cơm thôi. Mình có khả năng cho không? Có khả năng thì cứ cho chén cơm đó. Người ta chỉ cần mình cho người ta một ly nước thôi, mình có thể làm được không? Mình làm được cứ làm. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Tại vì một cái tâm lành mình khởi lên thì cái tâm ác nó mất. Ví dụ như mình gặp một cái người đó, người ta đói, người ta xin chén cơm, mà mình khởi cái tâm để tôi vô tôi bới cơm cho anh ăn, thì cái tâm mà chửi bới, cái tâm mà ích kỷ, cái tâm keo kiết nó mất rồi. Bây giờ nó khởi được cái tâm là biết cho. Thì ngay cái giây phút mình cho một chén cơm đó, là cái tâm xấu, cái tâm ích kỷ, cái tâm mà gọi là tiếc rẻ nó mất đi, mà cái tâm cho nó còn. Rồi cái người mà người ta không muốn cho, ta nói gì? Cho hết lấy gì ăn. Còn cái người mà lúc nào cũng muốn cho, nó ăn hết lấy gì cho. Cũng một cái câu nói đó mà nó đảo thôi. Người không muốn cho thì nó cho anh hết lấy gì tôi ăn. Còn người muốn cho thì nó ăn hết lấy gì cho. Cho nên ăn chừa. Rồi bây giờ mình nói tới vấn đề niệm Phật nè. Quý vị có 10 phút tu, quý vị tu niệm Phật. Bây giờ thậm chí bận rộn quá, xuống vô nhà cái là không có thời giờ niệm Phật trong xe. Niệm Phật trong khi mình làm việc. Tại vì trong khi mình niệm Phật là mình không niệm cái khác. Còn nếu mình không niệm Phật là mình niệm khác. Tại cái đầu mình không bao giờ nó không có niệm hết đó. Lúc nào cũng phải niệm hết đó. Cho nên hồi sáng này mình đọc á, niệm Phật nè. Niệm Phật niệm sao? Đức Thế Tôn là như thế, bậc giác ngộ toàn vẹn vân vân. Rồi giáo pháp của Thế Tôn, rồi tăng đoàn của Thế Tôn, rồi giới luật của Thế Tôn. Bốn niệm rồi, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới.
Còn 6 niệm nữa đó, đó là niệm thí, niệm thiên, niệm hữu tức, niệm vô thường, niệm chết, thập niệm. Vì mình đâu có phải chỉ có một cái niệm Phật. Mình nhớ một lời kinh mà hãy lúc nào mình nhớ kinh chứ không nhớ khác. Cho nên cái việc mà mình trả giá tu hành nó đợi, vô thường nó đâu có đợi ai. Thí dụ bây giờ một ngày nào mà tử thần nó tới, nó đã đợi tôi lên chùa tôi thắp cây nhang nữa không? Không, tới giờ rồi. Diêm Vương đã định canh năm chết, canh ba chết, chẳng để cho người tới năm canh. Người đó ba canh, canh ba mất rồi thì không ai lưu luyến gì được. Cho nên hãy mình thức tỉnh giây phút nào mình tu giây phút đó. Mà quý vị tu trong bận rộn, tu trong mọi hoàn cảnh. Quý vị nào có đọc cái quyển gọi là 48 pháp niệm Phật, trong đó cái câu của bà, cái quyển là đã 48 pháp niệm Phật, pháp môn dễ tu dễ chứng, hợp thời cơ. Và người ta thậm chí người ta hướng dẫn mình đó, đi trong nhà vệ sinh niệm Phật cũng được, nhưng mà mình biết cách niệm. Không lẽ vô trong đó Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm trong tâm thôi. Mình cũng niệm Phật nhưng mà mình biết cách niệm, còn không bao giờ dừng cái tu. Mà quan trọng là biết cách tu, phải nhớ cái đó. Không bao giờ dừng cái tu mà phải biết cách tu. Không biết cách tu ta nói mình tưởng tưởng tự nhiên vô trống ngồi Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tên nó làm gì tôi niệm Phật. Ta nói trời, bả tu càng ngày bả càng ổng tu ổng càng ngày, nên phải biết cách. Mình vẫn đi hộ niệm cho người mất trong bệnh viện, nhưng mình nhớ đây là bệnh viện chứ không phải là chánh điện đạo tràng. Sách vô mỏ vô trống làm gì? Tụng cho cái người mà ngáp ngáp sắp chết, họ chưa chết mà cái bà bên cạnh bà tức của bà chết rồi. Tôi đang ngủ mà nó cứ gõ bóp cốc quen me, tôi không biết cái đó là cái gì. Không bao giờ dừng cái tu mà phải biết cách tu. Không bao giờ dừng sự hành thiện mà phải biết cách hành thiện. Nếu mình không biết cách thì cái cách hành thiện của mình sẽ làm cho người khác khó chịu. Cái cách tu của mình làm cho người khác khó chịu. Mà người khác khó chịu đó là cái tu mình nó cũng chưa trọn đó. Mình ăn chay sao mà người khác bực bội với chuyện ăn chay của mình, đó là mình biết là cái cách ăn chay của mình là mình ăn chay mà người kia bị cháy. Mình ăn như thế nào để người ta rất là nhẹ nhàng với cách ăn của mình là do mình. Thành thử ra nhiều khi mình trách người á, mình phải nhìn lại mình cái cách mình sống như thế nào, cách mình tu như thế nào mà người ta phản đối mình. Trừ khi nào mình quán lại mình thấy mình cũng khéo léo lắm rồi đó chứ. Mà sao giờ mình vẫn bị chống bán thì mình biết đây thật sự là chướng duyên. Nhưng mà có những cái chướng duyên không phải từ bên ngoài mà từ nơi mình. Rồi lúc đó mình nói trời ơi, tôi tu mà tôi bị khảo quá. Tại mình khảo người ta trước. Ta đi làm 11 giờ sáng ta mới về tới nhà, ta mới nằm được có 2 tiếng mình bon. Mình tụng Lăng Nghiêm, mình tụng đủ thứ hết. Mình khảo lỗ tai người ta thì người ta phải khảo mình thôi. Cái này cũng phải, cho nên tất cả phải có sự quán chiếu. Tu là phải có cái nhìn lại. Trước hết tu diện biết, mà mình thiếu cái sự nhìn lại bản thân mình là cái tu đó nó chưa đúng. Anh nói trời, nói đất, nói hay, nói dở gì biết, nhưng mà thiếu sự nhìn lại mình, thiếu sự quán chiếu. Tại sao mình bị người ta ghét? Tại sao người ta chống mình tu? Tại sao người ta thế này? Cho nên Pháp Hòa hay kể cho đại chúng nghe, ai cũng hiểu là bà Thanh Đề đem chén cơm, chén gạo vô, rồi bị các thầy coi thường á. Bà đem con chén gạo và mấy thầy lo tiếp mấy bà đại gia, cho nên rồi bà tức quá, bà đổ cái chén gạo, bà chà đạp cái chén gạo đó, bà phỉ báng, cho nên giờ bà đọa địa ngục. Thì cái đó cũng được, mình hiểu vậy cũng được. Nhưng mà rồi mình cũng quên ngồi hỏi lại có tại sao bà vậy. Cũng tại mấy ông. Chứ bà hồi đầu bà thành tâm lắm mà. Bà thành tâm, bà đem một chén gạo vô, bà cúng bằng tất cả tâm thành của mình mà. Nhưng mà tại rồi mình cứ nhìn cái vẻ bên ngoài của mỗi người rồi mình tiếp, cho nên mới làm cho cái bà này bà nổi sân lên. Cho nên là nói bà Thanh Đề chứ tôi cũng phải nhìn lại tại sao bà Thanh Đề bả như vậy. Đây là một cái tư duy, cái quán chiếu. Nhiều khi mình nói một chiều mà mình quên cái khác.
Tự khi khổng ta lại, ta nhào ta đã đập mình. Mình cũng trời thần đất lỡ. Mình cũng nói gì đó để cho người ta nổi cơn lên. Mà thậm chí có nhiều người cũng chướng lắm, biết người ta giận cứ chàng vàng trước mặt vậy nè. Nói theo người Việt á, chọc nư á. Chọc cái nư của người đó. Mà cuối cùng ai lỗ? Mình là người lỗ, tại mình bị đắp. Thật ra Phó Hòa xin thưa đại chúng là cái thiện cái ác, đôi khi á, cái thiện mình làm nhưng mình không khéo thì mình lại trong cái thành thiện đó mình lại làm cho người khác sanh cái pháp ác. Thí dụ mà bây giờ mình thương cái người đó quá, mình biết cái người đó chuyên về chuyên đánh bài hay là cái gì đó, xài tiền không đúng, mà mình cứ đưa tiền cho người đó. Có đôi khi cái này cũng phải nhìn lại. Cái này Phật gọi là trong kinh này, cho nhiều mà phước ít, tại không có tư duy. Nếu mà có cái phước đi nữa là phước của cái người kia, họ thương mình tại vì mình lúc nào cũng đưa tiền cho họ. Nhưng mà có nhiều người cho ít mà phước nhiều. Quý vị cúng vô cho những cái cơ sở từ thiện 10 đồng tháng thôi, 10 đồng thôi, nhưng mà mình người ta duy trì cả một cơ sở từ thiện. Cho nên mình làm việc thiện, những cái nơi mà người ta phát huy cái thiện cái lành, mình yểm trợ những công trình đó, mặc dù cái của mình rất nhỏ. Mình nói thôi ôi, tôi chỉ là giọt mua hoặc muối thôi, tôi là một giọt nước. Nhưng mà không có một giọt nước thì không có một chén nước, một lu nước và một sông. Một sen đâu có nghĩa lý gì, nhưng mà thiếu một sen thì cái 99 sen kia không được gọi là một đồng. Mặc dù một sen nó nằm bên ngoài này thì nó là lẻ loi, nó không là gì hết đó. Nhưng mà bây giờ 99 sen này rất cần một sen này cộng vào đó để bên này được thành một đồng. Và đại chúng cứ như thế mà tu tập. Mỗi ngày bất cứ giây phút nào suy nghĩ làm lành được cho ai, cứ làm. Trưa nay là Pháp Hòa cũng bận lắm đây. Lát nữa có cái đám cưới nè. Rồi lát nữa có cái đám tang online nữa nè. Cho em làm overtime mà vậy mà còn không đủ sống nữa đó. Rồi mình nói theo thế gian ta nói vậy đó. Nhưng mà mình gọi là mình ý là mình bất cứ giây phút nào mình cho được người khác, không từ chối. Mà cái đó đôi khi mình không có tâm lực mình làm không được. Mà không có muốn được cái tâm lực đó, phải có tâm nguyện. Tâm nguyện là gì? Tờ là cái tâm, cái ước nguyện từ trong lòng mình. Mình không cần phải nói với ai, nhưng mà hễ mà tâm nguyện mà có thì tâm lực nó có. Tâm lực mà có thì sức lực nó đi theo. Cho nên cái đó gọi là tinh tấn. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm điều lành, ý ưa thích việc ác. Nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Đây là câu thứ 117. Nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Cũng giống như bây giờ mình đã ăn phải một cái món độc trúng thực thì không dám ăn nữa. Thậm chí không phải là món đó, thí dụ bây giờ mình đang ăn trúng thực, làm gì mà dám ăn nước cốt dừa, làm gì mà dám ăn những cái món sống, tại vì mình biết trong người mình đang không khỏe thì không tiếp thêm nữa. Mà phải làm sao mình tẩy cái đó ra để mình có thể ăn được. Thì Đức Phật dạy câu này, câu thứ 118, nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc. Hai cái câu này nó đi với nhau. Một bên thì chứa ác là tất chịu khổ, còn bên này thì gì? Chứa thiện được an lạc. Bây giờ trong lòng mình mà chứa tất cả điều lành thì dĩ nhiên lời nói của mình sẽ lành. Đơn giản là quý vị thuộc thơ, đụng chuyện gì quý vị cũng nói thơ. Quý vị thuộc kinh thì chuyện gì quý vị cũng đem kinh ra, mà không cần phải nói với ai, mà mình nói với chính mình.
Tại vì mình chữa trị được cái tâm bất thiện của mình thì cái cách hành xử của mình, cái cách sống của mình nó khác. Cho nên cái phẩm này Đức Phật, thưa đại chúng, là Đức Phật không có nói kinh gì gọi là kinh Pháp Cú hết. Nhưng mà bởi vì trong suốt 45 năm của Ngài, đi đến đâu đụng chuyện, đụng việc thì Ngài nói lên một câu kệ, một câu kinh, một câu kệ để nhắc nhở người ta. Rồi sau này các Ngài mới sưu tập lại những cái câu đó và chia nó ra thành từng cái mục và đặt cho nó một cái tên là Kinh Pháp Cú. Cú là câu, Pháp là Phật Pháp, là giáo lý. Những câu này được Đức Phật giảng dạy, đầy chứa đầy những cái giáo pháp ở trong đó và gom lại thành một quyển sách, chúng ta gọi là Kinh Pháp Cú. Và nếu mà đi tra trong kinh điển, trong kinh tạng, nhiều loại kinh Pháp Cú lắm, nhiều lắm. Hồi xưa mình không biết, mình tưởng có một cuốn này thôi, mà tới hồi bây giờ mà được tra trong kinh tạng thì thấy trời, kinh Pháp Cú rất nhiều thể loại khác nhau. Có những loại kinh Pháp Cú gọi là Pháp Cú thí dụ, đưa một câu chuyện xong, đưa một câu thí dụ xong liền có một bài kệ, có một câu chuyện thí dụ xong liền có bài kệ, rất hay. Thành thử ra Phật Pháp như biển cá, bơi hoài càng bơi càng thích, càng tắm mình trong đó càng thích. Thì mình mới thấy rằng nếu mà cái đầu của mình mỗi ngày á, nó không suy nghĩ gì hết ngoài những cái việc làm thiện, sống lành của mình á, ngày đó tối mình ngủ ngon. Cho nên trong kinh cũng vậy á, khi nào á, mà mình biết cái tối mình ngủ bất an, thí dụ như mình ngủ khó, mình trằn trọc, mình khó ngủ, và trong giấc ngủ của mình thường hay thấy chiêm bao những cái điều xấu, thấy người ta rượt mình, thấy những cái điều mà bất tường, rồi mình hay hét, mình hay bị mớ, rồi ngủ dậy thì mệt mỏi. Trong kinh có đưa ra 11 cái điều mà nếu như ai phát triển được cái tâm từ á, thì những cái đó nó dần mất. Cho nên ví dụ như vị nào mà thường ngủ bị nằm chiêm bao, thấy tầm bậy tầm bạ rồi hay mớ rồi đó, không có sao. Quý vị cố gắng ngồi tịnh tâm nhiều chút, mỗi tối dậy mỗi sáng dành cho mình 10 phút rồi mình niệm Phật. Rồi tối đi ngủ mình có thể lại 50 lại, giống như ngủ bách danh hay là vạn Phật vậy đó. Mình không có khả năng lại nhiều, lại 50 thôi. Hay là quý vị lại trong Hồng Danh Bảo Sám, 35 vị Phật sau cùng. Ở đây ai cũng biết cái quyển sám hối Hồng Danh phải không? Thì cái Hồng Danh Bảo Sám ở trong đó là tổng cộng là 89 vị Phật. Thì từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống cho tới Pháp Giới Tàng Thân, 35 vị. Mà trong kinh nói 35 vị Phật đó giúp cho mình tiêu trừ vô lượng tội lỗi của nhiều kiếp. Nếu không có thời gian, mỗi tối cứ lại 35 lại đó. Lại xong rồi ngồi tịnh tâm chút xíu, quý vị cứ làm điều đặn như vậy đi, biến nó thành một món ăn mỗi ngày của mình, cho tâm linh, cho tinh thần của mình. Quý vị cứ nhớ là mỗi ngày mình ăn 3 cử, người nào mà diet thì cũng 1 cử. Nhưng mà nếu như đó là thực phẩm cho thân, mà nếu như một ngày mà mình không có một chút gì gọi là có thực phẩm cho tâm, đây là một sự thiếu thốn. Và tâm thức của mình nó đói khát vô cùng, không được. Thỉnh thoảng nói thỉnh thoảng thì cũng không đúng. Thỉnh thoảng Pháp Hòa bước ra thấy một thầy đi học trễ về, không có tham dự được thời kinh. Nhưng mà tối lại thầy vẫn cầm cái gối, thầy lên chánh điện, thầy ngồi thiền. Mỗi khi Pháp Hòa thấy cái hình ảnh đó, Pháp Hòa vui dữ lắm. Pháp Hòa vui mà đệ tử không cần cho thầy gì hết. Thầy chỉ cần thấy đệ tử tinh tấn tu mà siêng tu, đó là một món quà lớn cho thầy. Cho nên nhiều khi tối Pháp Hòa làm việc đi tới lui, thấy thầy đang ngồi thiền trên chánh điện, trong lòng hết sức vui. Thấy một đệ tử nào mà tranh thủ thời gian của mình có được, lên lại sám hối, mở kinh ra đọc, mở sách ra đọc. Cho nên mấy thầy cứ lên phòng Pháp Hòa lấy sách này sách kia, tiếng Anh tiếng Việt, Pháp Hòa vui lắm. Tại vì mình biết giây phút nào mình cầm được quyển kinh quyển sách lên đó, dù cho một câu một chữ, chữ nghĩa kinh điển nó cũng ở trong tâm mình.
Và giây phút đó mình không nghĩ cái khác. Có thể mình đọc mình không nhớ, nhưng mà giây phút mình đọc đó là mình không có cái niệm khác, chỉ có cái niệm kinh điển thôi. Mình phải tẩy trừ cái tâm nhiễm ô của mình bằng cách đó thôi. Tại vì đợi mà đến khi nào mình rảnh rỗi chắc không có. Còn nếu mà rảnh rỗi là trừ khi nào mình nằm mình bệnh rồi, lúc đó mình sẽ có cớ bệnh quá lấy gì tu. Phật dạy rõ trong kinh, cái người mà làm biếng có cách nói nghe: nóng quá không tu, lạnh quá không tu, no quá không tu, đói quá không tu, mệt quá không tu, bận quá không tu. Đó, ví dụ như bữa nào nóng quá biểu lên lại Phật, thôi bữa nào mát mát lại Phật, mà mệt đổ mồ hôi mệt, bữa nào mà lạnh quá nó thôi để trong nhà ra đường cảm chết. Lúc nào mình cũng có cái lý do. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa đọc 3 câu kinh Pháp Cú trong Phẩm Ác cho đại chúng nghe. Và người xưa đã định nghĩa chữ thiện ác đơn giản thôi, phải không? Thiện là gì? Thiện là tăng ít, ác là tổn giảm. Lời nói của mình, hành động của mình làm cho người khác vui, mà trước khi họ vui là ai ai hưởng trước? Mến. Thế nên mình thí dụ bây giờ mình vừa khởi lên, tôi chẳng dám khinh quý ngài, chưa nói ra lời nhưng cái điều đó nó ở trong tâm mình rồi. Thành thử ra cái điều thiện mà vừa khởi á, cái người nghe chỉ là người thứ nhì thôi, còn cái người mà tiếp nhận nó ngay đầu tiên nhất chính mình. Vì vậy mà điều thiện như vậy thì điều ác nó cũng không khác. Hễ điều ác mà khởi lên thì ai là người hưởng? Là mình. Chỉ vì vậy mà minh tâm bảo giám có cái câu á: hàm huyết phúng nhơn, tiên ô tự khẩu. Ngậm máu mà mình phun người khác á, thì trước hết là miệng mình đã nhiễm ô. Hàm huyết phúng nhơn, tiên ô tự khẩu. Cái câu đó là người xưa nói trong cái quyển gọi là Minh Tâm Bảo Giám. Cái quyển đó nhiều câu hay lắm. Cho nên là khi mà mình thanh lọc tâm mình bằng câu niệm Phật, bằng một thời kinh, bằng một thời ngồi thiền, bằng một thời niệm Phật, tốt lắm. Mà quý vị nhớ là mình cái gì nhiều cái đó nó nhiễm. Nhiễm không phải là một lần rồi nha. Ví dụ như đậu hũ mà quý vị vừa để vô nước tương đem ra liền, đâu có thấm. Quý vị phải ngâm, ngâm lâu nó thấm, mà thấm gọi là nhiễm. Kho mà mình không có dặn lửa riêu riêu thì củ rau nó đâu có thấm, nó đâu có ngon. Muốn nó ngon là phải kho lửa riêu riêu nó mới thấm. Cũng y chang như vậy. Cái điều bất thiện mà cứ tiếp xúc riêu riêu, nhỏ nhỏ, chút chút, lâu ngày nó thấm, mà nó thấm rồi nó mặn, không cách chữa. Cái đời sống của mình như thế nào, hằng ngày mình sinh hoạt như thế nào, thì đời sống tâm linh mình nó cũng không có khác. Cho nên Phật Pháp và thế gian không có rời. Nếu mình rời thế gian mà đi tìm Phật Pháp thì không bao giờ có. Tại vì Phật Pháp là để dành cho thế gian, cho con người. Ngày nào không còn con người, Đạo Phật không còn có mặt. Không cần có mặt. Tại vì mục đích của Phật giáo là để chuyển hóa con người. Mà quý vị thấy con người rắc rối không? Quá trời rắc rối luôn. Ngay cả thậm chí đi tu rồi mà cũng còn rắc rối. Chứ đừng nói là mình sống theo thế gian đó. Mình vô chùa mình tu rồi đó, cũng rắc rối dữ lắm đó. Chứ không phải là mình đơn giản. Tại sao? Tại vì mình đã huân tập cái rắc rối đó. Rồi bây giờ mình đi đâu mình cũng vung vẩy ra hết. Cho nên tu là để thúc liễm, nhìn lại, thấy mình, chuyển hóa. Mà chuyển hóa được mình là thiện. Mà thiện được tự mình thì thiện được xung quanh. Mà nếu mình còn làm khổ mình còn làm khổ mình, cái đó vẫn gọi là ác. Thấy người ta mình cũng khổ, bực bội chuyện này. Pháp Hòa tu thiền, thí dụ đi ha, mà nghe ai không tu thiền bực. Pháp Hòa tu niệm Phật mà nghe không ai chịu niệm Phật mình bực. Cái đó mình khổ đó. Pháp môn là cái cửa, mà cả đã là cửa thì phải tự tại ra vào. Mình đừng có bám vào cái pháp môn của mình rồi bắt người khác phải theo. Vì mỗi người, người ta có một cái phương cách nó khác nhau. Ví dụ như quý vị nói niệm Phật phải niệm trước bàn Phật. Như vậy những người bận rộn không bao giờ tu được. Tại vì không có thời gian. Bây giờ mình nói lại, ai có thời gian niệm trước bàn Phật thì tốt, không có niệm trong xe.
Một tiếng đồng hồ họ lái xe, một tiếng đồng hồ niệm Phật, đỡ hơn không? Còn hơn họ bỏ một cái CD toàn là nhạc đau khổ không? Rồi họ nghe mà họ khổ đau từ ở chỗ hãng về tới. Mà quý vị để ý coi, nghe những cái nhạc buồn nó đâu có gì hay đâu. Một người đi với một người, nghe là thấy khổ rồi thấy không? Cái người thứ hai mới khổ rồi. Một người đi với nụ cười hắc hiu, khổ dữ nữa. Cho nên rồi nếu mà đúng mình đúng cái tâm trạng đó, trời ơi, vừa lái xe vừa nghe nhạc vừa khóc. Còn bây giờ nếu mình nghe pháp, vừa lái xe vừa nghe pháp cười, người khác người ta ngồi người ta đậu xe kế bên ta tưởng mình khùng. Nhưng mà khùng mà biết cười, khùng này tốt. Khùng cười với giáo pháp. Còn thí dụ mình không biết thì mình đậu xe mình khóc thì người khác cũng nhìn mình, nhưng mà hai cái tâm trạng nó khác. Cho nên có nhiều Phật tử ngày xưa lái xe đi xa về, đi làm trên đường freeway mà kẹt xe stress dữ lắm. Nhưng mà từ ngày mình có những cái MP3, những cái USB, những cái mini chip để pháp đó, vị Phật tử đó không còn stress nữa. Tại vì có ông thầy ông nói cho mình nghe đủ trò đủ chuyện hết. Mình cứ nghe hết chuyện này tới chuyện kia, về tới nhà tâm thoải mái vô cùng. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ kẹt xe, mình học quá chừng việc trong hai giờ đồng hồ đó. Còn mấy cái nhạc kia nghe để giải trí thôi. Em không có nói không nghe nha, ca sĩ chửi chết. Vẫn nghe. Nhưng mà đã nghe nhạc thì mình hay dùng cái từ gì? Giải trí. Chút thôi, chơi vui vậy thôi, chứ không có nhiễm. Mà mình hát cái đó, một thầy tu mà đứng rửa chén mà vừa hát nhạc tình này là bắt đầu biết có nhiễm rồi đó. Nhiễm rồi đó. Tự nhiên thầy tu mà vừa quét nhà mà nói: em ơi nếu mong không thành thì sao, là mình biết ông thầy thì có vấn đề, nhiễm lộn chỗ rồi, nhiễm lộn món rồi ha. Ví dụ mình đã người già ở đây nè, mình có thể là mình lo, không biết nữa mình già, con mình có lo cho mình không? Cái đó mình có thể lo. Nhưng mà có một điều mình không lo là con không lo, chính phủ lo. Người già ở đây là nhất định là sẽ có tiền già, nhất định là sẽ có chỗ ở của chính phủ, cho nên thật sự là không lo. Thì chính phủ đã cho mình cái gì? Cho mình một cái gọi là vô quý thí. Nhưng mà thật, khi mà chính phủ tài thí cho mình, nghĩa là chính phủ cấp lương cho mình mỗi tháng, đó là tài thí. Phải vậy không? À, rồi chính trong khi chính phủ cho mình tài thí thì cho mình luôn cả vô quý thí, là sự không sợ hãi. Có thể là mình lo, tôi không biết nữa, tôi già, con tôi lo tôi không. Có đã có thể lo. Nhưng mà bảo đảm một điều là nếu nó không lo, chính phủ lo. Mà cho dù nó có lo, nghĩa là nó tới thăm nom, nhưng mà quyền lợi của người già vẫn gấp lai sinh. Dù mình có giàu có, mình có dư dả, nhưng ở đây người già là được có cái gì? Cái quyền hưởng của người già. Cho nên người già nào tới tuổi rồi cũng làm đơn xin tiền già. Ở bên Canada đó, người già được quyền ăn tiền già mà ra khỏi nước trong vòng 6 tháng. Ở đây được mấy tháng? Mấy tháng? 3 tháng không? 1 tháng. Ở bên Mỹ là chỉ 29 ngày thôi. Ai mà đi hơn, coi như người nào mà đi tới 30 ngày là nó cúp tiền già, rồi là phải về xin lại. Còn bên Canada là đi sao đi, miễn đừng qua 6 tháng. Tiền già mỗi tháng vẫn direct deposit, đi thẳng vô bank, không có gửi check nữa, đi thẳng vô băng luôn. Đó. Cho nên người già đó ở bên Canada đó, nói phóng hòa nói chung là ở Mỹ, ở Đức, ở Úc, nói chung là các nước tân tiến đó, các nước mà chúng ta đang ở bây giờ đó, là hầu như người già nào cũng được hưởng. Không phải chỉ tiền già mà ngay cả gì bệnh hoạn nữa. Mình về mình ở những cái xứ của mình nghèo, không ít ai lo thì mình lo gì? Trời nữa không biết tôi bệnh tôi có ai lo không? Chừng ngay bây giờ mình ở cái đất nước này không có lo, già không có chỗ ở,
không có lo già, không có tiền, không có lo bệnh, không có bệnh viện lo, mà chẳng những mình vô bệnh viện ta lo còn hơn mình nghĩ nữa. Vậy cực lạc chưa? Quá cực lạc rồi chứ gì nữa. Mà tại sao mình vẫn lo? Tại vì mình thích cực khổ. Cho nên cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Mình thiệt sự là mình ở cực lạc. Rồi bây giờ quý vị thấy sự hộ trì của chúng ta đối với chính phủ. Mình đi làm, mình đóng thuế, thì cái tiền thuế đó là hộ trì cho cái ngân khoản chính phủ. Rồi chính phủ lấy cái tiền đó hộ trì cho người già, cho người bệnh, cho trẻ em. Thế thì chúng ta thấy trong cuộc sống này không bao giờ thiếu sự hộ trì. Mà đôi ly chúng ta không đủ chánh niệm để chúng ta nhìn, chúng ta nghĩ hộ trì là một cái gì đó phải gọi là mình ghi nhận chứ thật sự, chớ cái nhìn nhẹ nhàng. Và với con mắt chánh niệm tinh tế thì chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đang được sự hộ trì của người khác và chúng ta đang hộ trì cho người khác. Mình đi xe, những con đường người ta phải tráng nhựa làm cho con đường đó tốt để hộ trì cho mình. Quý vị biết ở xứ tuyết như chỗ Pháp Hòa ở đó, một năm là 6 tháng lạnh. Bây giờ là bển đang tuyết rồi. Những cái ngày tuyết nhiều, chính phủ phải cho xe ra đường xúc tuyết. Mà đôi khi á, khuya mới làm việc được, tại khuya mới bớt xe, thì những cái xe tải lớn mới đi trên đường xúc tuyết. Mà một cái cách xúc tuyết bằng cách nào? Hai chiếc xe tải đi song song, một chiếc thì hút tuyết vô trong một cái ống rồi phun qua một cái chiếc xe kế bên. Hai chiếc xe lái cùng song song với nhau vậy nè, để phun tuyết qua bên cái xe bên này. Rồi khi mà đầy rồi đó thì cái chiếc xe đó chạy, chiếc xe tải khác nối vào mà đi và tìm những cái bãi lớn để đổ những cái tuyết đó. Mà hễ mà đường mà trơn á là phải đi rải cát, rải muối để cho đường đừng có trơn. Mùa đông xong rồi đường xá hư, cho nên năm nào mùa hè cũng sửa đường hết. Sửa từ khi mà vừa tan tuyết, sửa cho đến khi mùa đông. Và có những công trình phải làm ban khuya chứ ban ngày là không được. Thì ban ngày người ta làm việc xe cộ rất là đông. Thì chỉ cần mình đi ngang những con đường đó, mình thấy mình được sự hộ trì của họ. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, rồi thậm chí xin lỗi, mình ở một cái đất nước mà nó nghèo đói thì có thể là ta không có lo chuyện đó rồi. Sống người ta còn không lo thì chết ai lo. Cho nên rồi ở bên những cái xứ này đó, quý vị biết không, lỡ mà ai đó mà độc thân mất ở trong nhà mà tìm không được người thân, chính phủ vẫn có những cơ quan lo việc đó. Vì tất cả nhà hoàng họ thay phiên nhau, họ thích khe, họ lo cho những người mà không người thân. Khi quá vãng họ sẽ lo chuyện đó. Rồi có một cái nghĩa trang để chôn những người đó. Để chi? Rồi lỡ sau này người thân họ có tìm ra tung tích họ, liên lạc với chính phủ địa phương, thì ở đó sẽ dẫn ra cái mộ và chỉ cho biết tháng đó, ngày đó thân nhân anh mất mà quý anh chị không hay, chúng ta đã chôn ở đây. Vì Pháp Hòa đã từng đi những cái đám như vậy. Họ liên lạc với mình và họ nói là bây giờ có một người Việt Nam nè, tìm chưa được người thân nè. Thầy lên thì tụng kinh rồi chôn cất. Rồi sau đó người nhà biết được mới chạy lên chùa hỏi. Thì Pháp Hòa mới dẫn ra và chỉ chỗ đó. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình mới thấy là hiện nay có ở Việt Nam mình, ví dụ có những người, người ta có khả năng, người ta cũng phát tâm, người ta mua những cổ quan tài, ta để sẵn đó để dành bố thí giúp cho những người mà mất mà không có quan tài để lo an táng. Cho nên nếu mình nhìn kỹ, nhìn sâu thì mình thấy hộ trì. Ngay cả khi chúng ta ăn chay, chúng ta không biết nấu hoặc chúng ta không có thì giờ, thì có những người, người ta làm thức ăn chay, người ta bán. Tuy người ta bán người ta lấy tiền, nhưng mà nhờ người ta, mình có tiền mà không ai nấu cho ăn,
thì mình mua một món ăn chay đó để mình có được một bữa chay mình ăn. Thật sự ra đó cũng là sự hộ trì. Và quý vị thấy nhiều khi mình tụng một quyển kinh mà không có người ấn tống kinh, mình cũng có để mình tụng. Hay là mình muốn nghe giảng, không có ai cho mình những cái băng dĩa, mình cũng nghe được. Nhiều khi con cái thấy ba mẹ thích nghe pháp quá, mua cái iPad cho cha mẹ, rồi mấy đứa cháu chỉ cho cách lên YouTube. Cho nên các bác ở đây tám mấy tuổi chứ còn ngon lành lắm. Biết xài iPad mà, biết quẹt iPhone mà. Chỉ có cái không biết là không biết tắt phone thôi. Cho nên hộ trì. Thì Pháp Hòa mới kể cho đại chúng nghe là có một hôm á, một hôm Đức Phật đi đến một cái làng đó, thì Đức Phật thấy một cái ông, cái ông ảo thuật. Thì ông mới nói với các đệ tử là: các đệ tử hãy giúp cho ta cái này, rồi ta sẽ giúp lại các con cái này, thầy trò ta cùng giúp nhau để kiếm sống. Nói vậy đó. Thì các người đệ tử mới nói: dạ thưa thầy, mình mỗi người sẽ tự có một cái cách đặc biệt của mình, rồi mình sẽ làm ra thành một cái buổi ảo thuật mà con cũng tự biết, mà con cũng hộ trì cho thầy. Thì Đức Phật nhìn cái cảnh đó, Đức Phật có một bài kinh. Và đây là lời kinh của Đức Phật. Đức Phật dạy: tâm tự thân cận tu tập, thân tự thân cận tu tập, tùy sự học, tùy sự thọ trì mà tác chứng. Thế nào gọi là tâm tự thân cận? Mình muốn hộ trì cho ai mà mình không cần một cái việc gì đó thì làm sao mình biết để mình hộ trì? Pháp Hòa ví dụ, bây giờ đó, mẹ mình bệnh mà mình muốn giúp cho mẹ, thì mình phải thân cận những người biết về thuốc. Thí dụ vô bệnh viện gặp bác sĩ, gặp y tá, hỏi thuốc này uống ngày mấy lần và tác dụng của nó ra sao, và nó sẽ có những cái phản ứng phụ nào, và khi trường hợp như vậy tôi phải làm sao. Tự mình phải thân cận cái đó để mình mới hộ trì được cái người thân của mình. Cũng giống như mẹ muốn nấu ăn cho con thì mẹ phải biết nấu ăn. Hay là thậm chí mình nói: trời, con tôi nó thích ăn cái món bánh đó lắm mà tôi không biết làm. Thấy ai đó biết làm, chị chỉ cho tôi học tôi làm cho con tôi ăn. Một cái ý niệm như vậy đó, đó là sự hộ trì chứ gì nữa. Nhưng mà mình muốn hộ trì cho người đó thì trước hết mình phải thân cận tự thân mình. Có phải không? Cũng như thế. Trong cái sự tu tập cũng vậy. Phật tử muốn hộ trì Phật Pháp thì người Phật tử làm gì? Phải học Phật. Mình không học Phật sao mình biết được hộ trì? Thôi nói đơn giản ha. Bây giờ đơn giản nhất là dù mình nói: thầy ở chùa một mình, thầy tụng kinh, tối nào con cũng lên tụng kinh phụ thầy. Mà muốn lên tụng kinh phụ thầy thì phải làm gì? Phải biết cái gì? Phải biết tụng. Hay là giờ thầy đi tụng đám tang, con mình thầy tay chuông tay mỏ, mình thấy tội quá mình muốn đi theo phụ, thì mình phải biết cái gì? Biết thỉnh chuông mỏ. Như vậy thì chúng ta muốn phụ một cái việc gì, trước hết là chúng ta phải tự biết. Vậy thì ngay khi chúng ta tự biết là chúng ta tự hộ trì cho ai? Hộ trì cho mình. Phật nói thiết thực vậy đó. Cho nên khi mình biết một cái việc gì đó là tự mình hộ trì cho mình rồi. Mà khi mình hộ trì cho mình được rồi thì mình hộ được trì cho người khác. Quý vị đi lên máy bay, trước khi mà người ta cất cánh, người ta sẽ chỉ cho mình xe máy bay này có bao nhiêu cửa ra vào, mà lỡ có biến cố xảy ra thì ở trên nóc sẽ rớt xuống một cái mặt nạ oxy. Quý vị phải tự chụp cho mình cái oxy đó trước khi mình giúp cho cái người bên cạnh của mình mang cái ống oxy đó. Tự mình hộ trì cho người. Chơi cái câu Đức Phật dặn:
tâm tự thân cận tu tập. Trong cuộc sống mình muốn hộ trì cho ai thì mình phải biết cái đó. Mà ngay khi chúng ta học, chúng ta biết là chúng ta đã tự lo hộ trì cho mình rồi. Ví dụ như ta nói là cái thuốc này uống vậy đó, tự nhiên mình thành bác sĩ, tự nhiên mình thành y tá. Thì khi mình học là mình biết rồi, thì mình hộ trì cho chính mình, hộ trì cho người kia. Rồi Đức Phật nói tiếp: tùy sự hộ trì mà tác chứng. Nhớ nha, khi người ta hộ trì cho mình đó, ta hộ được nhiều vui nhiều nha. Có nhiều khi người ta hộ mà còn chê nữa chứ. Có không? Cho nên dễ xa nhau. Mà mình chê thì bất quá, nếu mà người đó không phải là ruột thịt của mình đó, người ta bỏ luôn mình rồi. Mà nếu như mà người đó là ruột thịt của mình mà người ta ráng đi nữa đó, mà người ta khổ mỗi lần mà gặp mình mà phải chăm sóc cho mình, là chẳng những chẳng là tại vì mình là người thân thì phải lên, chứ còn cái niềm vui nó không có. Cho nên quý vị nhớ đó, hôm nào quý vị nghe lại cái bài: nếu mình là một người bệnh, mình được sự chăm sóc của người khác, thì mình phải làm gì để cho cái người bệnh, người ta, cái người chăm sóc bệnh đó, người ta thoải mái. Rồi ngược lại, người bệnh, người chăm sóc người bệnh phải nên làm gì để mà thông cảm và giúp cho người bệnh một cách thiết thực. Phật rất là chi tiết. Đọc ở trong kinh mới thấy là Phật dạy đủ thứ chuyện trên đời hết. Cái gì Phật cũng có giảng dạy, mà Phật nói từng chuyện li ti trong cuộc sống hàng ngày. Bệnh phải làm sao, chăm sóc người bệnh phải làm sao. Rồi thậm chí mà Phật còn dặn mấy ông phải giao ngân sách cho vợ giữ, đừng có hẹp hòi khi vợ mua sắm. Phật biết hồi xưa có cái vụ shopping. Nhưng mà khi Phật nói xong với mấy ông rồi là Phật xoay qua các cô, Phật dặn: chồng có giao ngân sách để mua sắm, nhưng phải biết kiểm soát ngân sách trong nhà mà mua sắm mà không được phí. Rồi Phật dặn mấy cô là phải thương yêu chồng, lo cho chồng cơm nước. Nhưng mà ngược lại Phật nói với mấy ông không được khó dễ trong việc ăn uống, đừng để vợ phải bận lòng. Ngoài ba bữa cơm chính, tối có muốn xíu dẹ tự lo. Nghĩa là ăn tối đó, thích mì gói gì đó thì tự lo, chứ còn ta đang ngủ mà dựng ta dậy bắt ta thêm cử tối nữa là hơi kỳ kỳ. Mà nếu mà người ta hộ trì cho mình mà mình không biết bảo hộ sự hộ trì đó, thì cái hộ trì đó không có last long, nó không có được lâu dài. Cho nên một người đệ tử lo cho mình cũng phải biết có giờ giấc, chứ không phải nó đệ tử tôi rồi muốn kêu giờ nào kêu. Quý vị biết đó là Pháp Hòa chăm nuôi mấy chú nhỏ, nhiều khi cái việc có những việc Pháp Hòa nhờ, nhưng mà có những việc Pháp Hòa không nhờ. Đặc biệt là buổi tối giờ ngủ, nửa đêm khuya mà chùa có chuyện gì mà Pháp Hòa nghĩ rằng một mình Pháp Hòa làm được, Pháp Hòa sẽ làm. Ví dụ hồi mấy chú còn đi học đó, nửa khuya là Pháp Hòa đi xúc tuyết mà không kêu, tại vì mấy chú còn đi học. Kêu thì mấy chú sẽ ra thôi, tại phận làm đệ tử mà. Nhưng mà nó ngủ không đủ, ngày mai làm sao nó đi học. Có nhiều lúc có những việc ngày thứ bảy là quý Pháp Hòa cho ngủ trễ, không có bắt thức sớm, tại đi học 5 ngày, thứ hai tới thứ sáu thức sớm đi học rồi. Sáng thứ bảy Pháp Hòa cho ngủ một bữa. Mà nhiều khi ngủ tới 8 giờ, 8 rưỡi rồi mình có việc, mình định đi vô nhờ mà thấy nó ngái ngon quá, không nở, thôi đi ra. Rồi đi ra xong mình biết là cái này mình làm không có nổi, muốn đi vô, vô đứng đó hồi không dám kêu, thôi đi ra. Mà phải 5 lần 7 lượt như vậy, rồi thôi cuối cùng chấp nhận ngồi chờ. Bởi vì nó ngủ không, mình kêu nó dậy thì nó cũng dậy, nhưng mà mình biết cái tâm lý.
Cho nên khuya ở trong chùa, chúng trong chùa cũng vậy, đi đã đi, ai bệnh hoạn mất nửa đêm trong bệnh viện mà kêu 2-3 giờ sáng Pháp Hòa là người bắt phone, chứ không bao giờ để các thầy các cô trong chùa bắt. Mà bắt xong rồi là tự mình xách xe đi vô bệnh viện tụng, chứ không có gọi ai hết. Vì người ta còn nhiều việc trong chùa ta làm, ta mỗi người ta phụ mình mỗi việc, còn những việc gì là mình phải ôm nhiều hơn. Cho nên ở trong mình sống ở trong chùa, trong nhà cũng vậy. Tại sao? Tại vì mình biết rằng mình đang nhận sự hộ trì, thì chúng ta phải tâm lý và bảo hộ sự hộ trì này để nó được kéo dài. Cũng giống như mình nói cái đèn dầu hay là cái gì đó, mình xài nó quá thì nó mau hết thôi. Cảnh đời như đá mài dao, trái mau thì hết, có gì cảnh đời như lửa đốt dầu, trái mau thì đớt, có còn thì hết, có đâu còn hoài. Cả cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết, có nào bền lâu. Nhưng mà giữa cây dao với cục đá thì cục đá nó mòn, nhưng mà nó mòn lâu hơn vậy thôi. Cho nên mình phải để ý, trong cuộc sống chúng ta thường nhận sự hộ trì, nhưng chúng ta phải biết bảo hộ cái hộ trì đó, để cho cái hộ trì đó không có ngắn qua. Cho nên mình được một người nào thương chăm sóc cho mình, hay là nhất là người vợ hay người chồng, đừng bao giờ xài quá nó không bao hết đó. Phước nó cũng phải có phần chứ, hữu phước bất khả hưởng tận. Đó là lời dạy của người xưa, hưởng tận sanh bần cùng, hưởng hết là sanh nghèo đói. Cho nên mình, Đức Phật dặn là, khi mà quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa đọc có một đoạn kinh ngắn vậy đó, mà mình phải suy nghĩ cái lời này ý gì. Và khi mình có được cái suy nghĩ những cái chi tiết trong cuộc sống thì mình thấy vui. Mà nhiều khi một đoạn kinh ngắn như vậy mà nó nuôi dưỡng mình trong đêm hôm, trong đêm tối. Từ Pháp Hòa hay đọc kinh buổi khuya, mà đọc như vậy mà những cái đoạn kinh mà nó hay, mà nhiều khi nó đơn giản vậy thôi, mà mình cái tâm hỷ lạc của mình ở nửa đêm nó vui lắm. Tại vì khi tối là không có bận rộn gì nữa, mình phải gác hết mọi cái việc khác để mình làm một cái công việc mà mình muốn trong ngày, đó là mình trì kinh, mình ngồi thiền hay mình lễ Phật. Mà được một cái đoạn kinh như vậy thì mừng vô cùng. Đức Phật nói là tùy sự hộ trì mà tác chứng. Tác chứng là gì? Nên khởi cái tâm chứng nhận như vậy. Thí dụ như là quý vị cúng trai tăng á, quý vị đem thức ăn lên cái nói của tuy đơn sơ, tâm cái câu mình nói nghe khiêm cung á, chúng con thành tâm sắm sửa, chút ít trai duyên, dâng lên cúng dường tam bảo và hiện tiền chư tôn đức. Của tuy đơn sơ nhưng gói trọn cả tấm lòng thành kính, thí dụ vậy, mong quý tôn đức từ bi tác chứng. Tác chứng nghĩa là khởi lên làm cái sự chứng nhận này, dù ngon dù dở, dù ít dù nhiều, tác chứng. Cho nên mình nhớ học cái chữ tác chứng đó, để mình sống trong đời mình chấp nhận. Thí dụ người ta nói xin lỗi bác, nhà con đơn chiếc quá, bác tới con không có gì đặc biệt đãi, chỉ có mì gói hay gì đó. Cái mình khởi trong tâm, cái gì cũng tác chứng hết. Cho nên nhiều khi trong cuộc đời của mình, mình đừng có đòi hỏi gì hết, có gì tác chứng nấy đi, vui à. Thí dụ như giờ mình đi chơi xa, ăn bánh mì là ngon rồi, gọn rồi, nụa không có súp hả? Cái đó là không biết tác chứng á. Ta gặp mình ta thấy lúc này tác đâu mất còn chứng không. Rồi Đức Phật nói câu này nè:
tâm tự thân cận tu tập tùy sự hộ trì mà tác chứng. Đó gọi là tự hộ trì mình và hộ trì người khác. Tại sao câu đó? Bởi vì nếu mình sống được như vậy là tự mình làm cho mình không có lố bịch, tự mình làm cho mình không làm cho người khác cảm nhận mình là một người khó phụng sự, khó phục vụ. Mình tự mình hộ trì cho cuộc đời của mình là sống có thể thích ứng ở bất cứ hoàn cảnh nào. Quý vị biết là Pháp Hòa bay từ Canada qua đây á, ở qua tới Melbourne là cách 8 tiếng. Rồi cái xong cái bay qua Sydney, rồi từ Sydney bay qua đây, ở đây và bắt đầu mình đang quen giờ Sydney, giờ Melbourne, rồi cái qua đây cái bên này đi đi sớm và đi trễ hơn ở bên vùng đó 3 tiếng. Ví dụ như mình đang quen cái bụng ăn giờ đó, ngủ giờ đó, cái tự nhiên giờ này tới nó đói chưa được ăn tại đây làm sớm quá. Lúc đó mình nói tác chứng, tác chứng. Cho nên khó lắm. Cho nên mình phải xài cái chữ đó cho cuộc đời của mình thì tự nhiên mình hộ trì cho mình. Mà mình được như vậy thì người tự nhiên người ta cũng không, người ta lo cho mình mà người ta không có khó chịu. Cho nên mình muốn được sự lo của người khác thì chính tự thân mình phải hộ trì lấy những cái khó khăn của mình, những cái chỉnh đốn cái đó. Đó gọi là tu chứ gì đâu. Tu đâu là gì? Tu là sự chuyển hóa những cái tật cô dĩ của mình. Còn cái chuyện mình cạo đầu, mặc áo tràng, thỉnh mỏ, tụng kinh, lại Phật, ăn chay, làm công quả, tất cả cái đó, đó là những phương tiện hộ trì cái tâm tu, đường tu của mình. Nhưng mà cái chính yếu là tận gốc rễ, chúng ta phải chuyển cho được những cái tật của chúng ta, để cho người ta thấy được cái chữ tu đơn giản chỉ có hai chữ: tờ u tu. Viết rất gọn gàng mà mình tu sao cái mình bỏ thêm cái dấu huyền, thành tù mất đất. Tu không ra tu mà thành tù, càng tu càng tù. Cho nên cái chữ tù á, chữ Hán mà ta viết chữ tù á, là ở trong là chữ nhân, ở ngoài là chữ cái hộp á. Người bị nhốt trong bốn bức tường là tù. Một con người sống mà không có lối thoát, gặp cái gì cũng chấp trước thì là tù chứ gì nữa. Cho người chữ Hán là người ta viết, ta lấy tượng hình, ta lấy cái ý. Người bị nhốt trong bốn bức tường, một cái hộp là tù. Cho mình tu á, là mình muốn mở cánh cửa đó. Mở cánh cửa đó. Cho nên có nhiều cái chùa ta để cổng tâm quan bất nhị pháp môn, hay là ta để bất nhị môn. Bất nhị môn là gì? À, cửa không hai. Nghĩa là hãy có nhị là có đối đại. Mà cách nào anh sống cũng bình an, bất nhị pháp môn. Cho nên mình hộ trì, mình tập được cái đó là mình tự hộ trì mình và mình hộ trì cho người. Thí dụ như có những lúc mình quá đói mà mình ăn, có những lúc là mình không muốn ăn, mặc dù ở dưới tủ lạnh nhiều đồ ăn lắm, dưới bếp á. Nhưng mà biết là mình tập ăn cái kiểu này hoài nó sẽ quen cái tật ăn đêm nè. Mà ăn đêm nhiều là bụng phì nè, mập nè. Và có một cái mà mình sợ nhất là mình nhịn ăn mà thấy hạnh phúc vô cùng là sợ xấu. Và có nhiều khi sợ xấu là mình lướt qua hết được những cái mà khắc phục đó. Có những cái không nên ăn, vì mình biết mình ăn vô là mình bệnh. Rồi, thì hộ trì như vậy là hộ trì cho mình và hộ trì cho người khác. Đức Phật dạy tiếp: thế nào là tự hộ trì cho mình, tức là hộ trì cho người khác? Một, không khủng bố người khác. Mình có khủng bố người khác không? Chuyện chưa gì hết là mình dọa hù người ta rồi.
Chẳng hạn như nó, trời ơi tại sao chị làm vậy, tội chết nghe không. Người ta đi vô chùa mà tôi chưa gì hết tôi nghe tội chết rồi đó. Đó là một hình thức khủng bố người khác. Không khủng bố người khác, không chống trái người khác. Cái gì mà người ta làm mình không có ủng hộ tại vì mình không thấy đúng, đó là ở cái phương diện thấy của mình. Nhưng đừng cho cái thấy mình là cái thấy đúng. Có thể nó đúng với ai? Đúng với ai? Đúng với chính mình thôi. Và nếu chúng ta xác định cái điều đó chúng ta chống, là có thể chúng ta bị hớ và mang lỗi. Vì người xưa cũng có câu: Thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí của bậc thánh thâm sâu lắm, cái tâm phàm của chúng ta không thể trắc nghiệm, không thể dò xét được cái chỗ đó. Và quý vị biết có những người, người ta lập chí lớn, ta làm việc nó khác với mình nghĩ lắm. Cho nên thôi, cái gì mình không đồng tình, không ủng hộ thì giữ im lặng để họ làm. Còn họ làm đúng làm sai thì tự họ sẽ có cái nhân quả trả lời. Còn chúng ta chống như vậy đó, chúng ta có cái lỗi là chúng ta không biết hộ trì khẩu nghiệp của mình, ý nghiệp của mình, thân nghiệp của mình, vì người khác mà tạo nghiệp không nên. Thì mình tự mình phải quán chiếu cái đó. Cho nên không khủng bố người và không chống trái người, không chống trái người, không hại người khác. À, không biết gần đây quý vị có đọc cái bài báo, cái sự việc xảy ra ở bên Úc này, là cái vụ cái hãng Strawberry đó. Quý vị có biết cái việc đó gì? Ngày hôm qua trên đường bay qua đây á, lý ra là Pháp Hòa sẽ bay qua đây bằng hãng Virgin. Nhưng khi trên đường ra phi trường thì cái em Phật tử bút vé đó mới báo cho đoàn biết là cái hãng Virgin đã cancel chuyến bay của thầy qua Tây Úc, và thầy phải bay ngược về Melbourne. Rồi khuya lắm mới có chuyến bay bay qua đây. Mà nếu theo cái tiến trình đó thì ngày hôm qua không có gặp quý vị. Thì trên đường đi thì có một đạo hữu trên xe tại Sydney nhanh ý, lập tức mở phone online và tìm vé máy bay qua một hãng khác. Thì cuối cùng mua vé gấp qua cái hãng Qantas. Giờ vậy cho nên ngày hôm qua đến đây đúng giờ. Thì trong khi mà chờ đợi chuyến bay của Qantas thì báo chí để dần dần đó. Thì thầy trò mới mở coi thì mới đọc được cái tin tức là đã bắt được một người Việt Nam, một cô người Việt Nam có dính dáng trong cái việc nhét kim ở trong cái trái dâu đó, trái strawberry đó. Cho nên ngày hôm qua đem dâu lên đãi, Pháp Hòa không dám ăn. Nói thiệt à. Pháp Hòa giỡn thôi. Pháp Hòa mới chọc mấy chú và nói trời ơi, đãi này mà không cắt, không lấy dao cắt ra, ớn quá. Nhưng mà quý vị biết là tại sao? Vì cái cô đó có thể là cổ có hận với cái người chủ của cái hãng dâu. Nhưng mà khi mà cô làm vậy, cô đâu làm trong cái hãng đó đâu. Cô đi ra cái chợ cô làm. Thì khi mà cái chuyện đó phát giác ra đó, thì người ta ngưng không cho bán kim. Thì những người mà cùng một cái ý tưởng đó đó, ta mua kim ở cái xứ khác đem vô. Nhưng mà bây giờ mình nói cái tác hại nè, là không phải chủ của những người trồng dâu phải đem đổ thùng rác, mà ngay cả những tiệm, những cái shopping, những cái chợ mà nhập trái dâu về mà bán cũng phải đổ luôn. Cho nên người chủ cái dựa trồng trái dâu và những chợ mua sỉ về bán lại đó, tất cả dâu đem đổ hết. Thì quý vị thấy thật sự cái đó là một cái, khi mà con người mà người ta tức giận, hận thù ai đó làm cái gì tác hại tới mình, thì mình phải nghĩ ra cái cách nào đó mình gọi là rửa, gọi là trả thù, rửa hận. Nhưng mà
cuộc đời mình nghĩ là mình trả xong mối thù này, hận mình sẽ được rửa. Nhưng mà nó rửa có chừng 3-4 ngày ở ngoài thôi. Sau đó cảnh sát bắt được rồi là vô trong kia mình gỡ lịch. Thì trong khi mình ngồi trong tù á, người ta ví dụ ta phán mình 3 năm, 4 năm, 5 tù ví dụ vậy đi, thì mình ngồi trong đó mình suy nghĩ, tại cái người đó mà tôi ở đây thì thù này nó làm sao chồng lên tiếp. Cho nên cái chữ mà rửa, trả thù rửa hận, không có, không có work. Vì sao? Vì cái chánh niệm mình không đủ, cái nhận thức tuệ giác mình không đủ để mình có thể tạo ra những cái khó khăn cho chính mình và cho người. Cho nên để hộ trì cho mình và cho người thì phải lập cái tâm là không muốn hại người khác. Thật sự trong cuộc sống này mà chúng ta muốn hại nhau, thế nào nó cũng có kẻ hở để mình bắt biết. Thật sự nếu mà mình cố tâm mình hại ai đó, thì những người mà mình quen mà mình khi mình ghét họ rồi, họ có chỗ hở để mình có thể mình muốn hại họ. Nhưng mà không nên. Tại vì thí dụ họ làm đúng, nó không phải là cái việc của mình, mình chỉ là cái người biết thôi, nó không có dính dáng gì mình. Thì trước sau gì cái việc đó họ cũng có những cái người họ họ tìm ra, luật pháp cũng sẽ có cách để mà bắt họ. Mà ở đây mình nói trong cuộc sống bình thường, cho nên chúng ta phải quán chiếu cái đó kỹ. Mà khi mà mình hại được một người thì ngay lúc đó mình đã hại mình rồi. Cuộc đời mình nó sẽ ảnh hưởng lớn. Cho nên có nhiều người ta biết vậy, ta giết người xong ta tự ta giận luôn ta. Nhưng mà mình tự giận mình đó là để mình khỏi bị ở tù, nhưng mà thật sự mình đã kết liễu cuộc đời mình rồi. Và mình đã phụ biết bao nhiêu tình thương của cha mẹ, của người thân mình. Cho cái đó không nên. Không hại người khác, có tâm thương xót người. Thật sự ra nhiều khi á, mình thấy cái người đó mình không ưa trong lúc bình thường, nhưng mà mình thấy họ đau khổ mình chịu không nổi, rồi thôi bao nhiêu cái tha thứ mình cũng có thể tha thứ được. Thì nói tóm lại, qua cái đoạn kinh này mình có thể nói ba điều, hay là dựa theo những điều đó Đức Phật nói. Bây giờ mình đặt một cái vấn đề là chúng ta muốn hộ trì cho mình và hộ trì cho người, thì Phật cho chúng ta những công thức thế nào là hộ trì cho mình và hộ trì cho người. Thí dụ bây giờ mình tha thứ cho một người nào đó, thì ngay giây phút mình tha thứ họ là mình tha thứ ai nữa? Tha thứ mình nữa. Tại vì mình đã mang người đó ra khỏi cái trái tim nặng nề của mình. Cho nên mình tha thứ cho người khác là ngay lúc đó mình đã tha thứ cho mình. Tại vì mình đã không còn cái người đó trong tim mình nữa. Cái người đó đó mình thường nằm chiêm bao mình thấy. Mình thấy mình rượt mình đánh họ, mà đánh lần nào cũng hụt hết. Có nhiều khi mình hụt đánh xong rồi mình tức muốn chết, giật mình thức dậy mồ hôi một cái đổ ra mà không gặp được. Nhưng mà tự nhiên cái ngày đó cái người đó tới xin lỗi mình, sám hối với mình, thí dụ vậy, tự nhiên mình không còn người đó trong đầu nữa. Nó lạ vậy. Cho nên khi mình làm một cái việc cho ai là ngay giây phút đó mình làm cho mình rồi. Phong và ví dụ, khi mà mình nấu ăn cho một người nào đó, mặc dù trên hình thức là mình nói mình nấu cho người đó, nhưng mà ai là người ăn trước nè? Mình. Mặc dù mình không múc cả chén mình ăn, nhưng mà nãy giờ mình vô ra cũng no rồi. Thật là cái thưởng thức đó. Đúng không? Rồi bây giờ ví dụ như mình vừa khởi ký là để lát tôi gặp cái người đó tôi chửi câu đó. Nhưng mà khi nghĩ như vậy thì cái câu chửi đó nó nằm ở đâu trước? Trong mình trước. Cho nên ví dụ mình cầm một cái cục, mình cầm một cái cục đất mình liện người ta, chưa tới mặt người ta, nhưng mà ai là người dơ trước? Mình. Cho nên người xưa ta dùng cái từ là hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu. Nói theo tiếng Việt là ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Rồi bây giờ mình không, mình nói đó nghe nó dơ quá, mình nói cầm cục đất liền người khác, phải không? Thật ra người ta, nếu mình cầm cái đuốc mà mình đốt trời, trời mình chưa đốt nhưng mà những cái tro đó nó rơi xuống cái tay mình trước. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Lấy cái cây đốt trời,
bả hỏa thiêu thiên, đồ tự bì, nó rớt xuống, nó cháy da mình trước. Tự cái da của mình bị cháy trước. Đó là lời của Huyền Giác Thiền Sư trong Chứng Đạo Ca. Cho nên á, mình không hại. Cho nên Đức Phật có nói người trí không nói ba điều. Người trí không nói ba điều. Một là không nói những điều vô ích, không nói những điều mà có tác hại đến người khác. Thì nói cái chuyện này Pháp Hòa nhớ có một câu chuyện ở trong Xuân Thu. Thời Xuân Thu có một vị là Mặc Tử. Thì ngài Mặc Tử mới có một người học trò. Bữa nọ mới hỏi ngài Mặc Tử: dạ thưa thầy, nói nhiều là tốt hay là ít nói là tốt? Mặc Tử không có trả lời liền, mà Mặc Tử trầm tư một hồi thì ông mới nói. Ông mới nói: giả dụ như một con ếch xanh ở dưới nước, nó cứ kêu cả ngày, nó kêu riết mà cái lưỡi nó khô, cái họng nó khô, mà rồi người ta nghe riết, người ta cũng chán, cho tẳng thèm để ý tới nó nữa, mà thậm chí ta còn ghét nó nữa, sùm. Nhưng mà ngược lại cái con gà trống á, ngày nó chỉ gáy chừng vài tiếng thôi, mà nó gáy đúng giờ, thành thử người ta còn cảm ơn nó nữa, tại vì nhờ tiếng gáy của nó mà người ta thức đúng giờ. Thì ngài Mặc Tử mới nói: ngẫm cái chuyện này thì mình cũng học được bài học. Có nhiều khi mình rỉ rả nói cả ngày mà ta nghe phát mệt, và thậm chí ta chẳng quan tâm lời nói của mình, chi bằng mình đừng có học kiểu con ếch xanh đó. Mình hãy học kiểu như con gà trống, nói đúng lúc, đúng việc, đúng thời, đúng người. Nhiều khi người ta còn cảm ơn lời nói đó, và nhiều khi người ta trân trọng cái lời nói đó. Đó là lời dạy của Mặc Tử. Và Đức Phật cũng nói người trí không nói ba điều. Một là không nói những cái điều mà không có giá trị, không nên nói. Cho nên phu nhân bất ngôn, ngôn tất hữu trung. Người không nói thì thôi, thì nói ra thì cái lời nói đó phải có cái đạo lý trong đó. Không nói thì thôi, mà nói thì phải có cái gì, còn không thì đừng nói. Cái thứ hai là không nói những lời phô trương khoe khoang. Người trí cũng nên nói. Thường thường mình thích khoe. Có nhiều khi không ai để ý tới, mình cũng kiếm cách mình khoe. Có một cái anh đó, ảnh mang một đôi giày mới cả ngày, ảnh đi tới lui mà sao không ai khen hết. Thì trong lúc đó có một cái người đó đi tới, lỡ chân dấp té rồi ngã vô người ảnh. Ồ, ảnh mừng quá trời luôn. Anh nói: trời ơi, mày đi mày không coi chừng tao đá mày nghe mày. Lúc đó mới đưa cái đôi giày mới anh lên. Trời ơi, gặp lúc đó cái ông này mới đeo sợi dây nịt, cũng muốn sẵn khoe sợi dây nịt của mình, mà không lẽ mình tự kéo cái quần lên chỉ dây nịt kỳ quá phải không. Gặp lúc này đúng lúc: ê ê, đá đâu đá, đừng đá trúng dây nịt tôi nghe. Cái là ông mới chìa cái dây nịt ra. Rồi hai người, người được khoe giày, người được khoe dây nịt. Gặp lúc đó một người kia đi tới nữa, cũng được cơ hội để khoe. Khoe cái hột xoàn: ê ê, cho tôi xin can. Ba người có cơ hội khoe hết trơn. Thiên bất ngôn tự cao, địa bất ngôn tự hậu. Trời không có khoe mình cao, đất không có khoe mình dày. Đất có bao giờ khoe đất dày? Nhưng mà tự mọi người đều biết đất rộng và dày. Trời không tự khoe mình cao, nhưng mọi người đều biết trời cao. Cho nên cái người mà người ta
có cái tài thường thường người ta ít có khoe. Thí dụ như thường thường các vị mà người ta giỏi, người ta ẩn sĩ, hoặc là thậm chí biết tìm tới thì người ta còn giúp. Quý vị thấy Khổng Minh Lưu Bị mà phải 3 lần đến để mời Khổng Minh mới ra mặt. Cho nên người trí không tự khoe mình. Điều thứ ba Đức Phật dạy, người trí không vạch trần lỗi của người khác. Tại vì trên đời ai cũng có những cái lỗi lầm, giỏi cỡ nào cũng có sơ sót, nói hay cỡ nào cũng có đôi lúc quá lời. Tại vì nhiều khi mình nói sao, lúc mà mình cao hứng có thể lời nói của mình nó không được tự chủ, trong khi mình hành xử có thể đôi lúc chúng ta phạm nhầm cái lỗi là chúng ta hành xử hơi quá. Cho nên cái người trí thì nhận thấy cái lỗi đó là do sơ ý. Mình đừng cố tình mình đừng cố tình mình làm gì. Mình lấy cái điểm đó là cái chính để mình phô trương cái đó, vì mình biết cái đó không phải là bản chất của họ. Chẳng qua hôm nay là họ sơ tình vô ý, gọi là sơ ý thôi. Mà mình lấy cái đó làm cái điểm chính để mình chà đạp họ, mình nói họ cái điều đó, cái đó mình cũng không nên. Pháp Hòa nhớ trong sách xưa có câu như thế này: bất trách nhân tiểu quá, tức là không có trách nói sai lầm nhỏ nhặt của người. Bất phát nhân âm tư, không vạch trần cái lỗi của người. Bất niệm nhân cựu ác, không nhớ đến cái điều xấu của người. Ba điều đó nha: không trách, không vạch trần, không nhớ. Nếu người đủ ba cái đó gọi là thử tam giả, tức là nếu có đủ ba cái đó, dĩ dưỡng đức, diệt khả viễn lại. Dĩ dưỡng đức là gì? Có khả năng, nếu mình sống được ba điều đó, đó là ba cái điều tốt để dưỡng cái đức của mình. Thì cho nhiều khi một cái việc đó rất nhỏ nhưng mình thêm thắt vô, mình thêm mắm, mà Việt Nam mình gọi là thêm mắm dặm muối, mặn lắm. Như có một cái chuyện này với quý vị Pháp Hòa ví dụ như là nhất sao là thất bổn, chứ ngày xưa mình hay nói là sao? Tam sao thất bổn. Tam sao tức là ba lần sao chép lại thì nó đã mất đi cái bản gốc rồi. Còn đằng này mình mới có nhất sao là đã thất bổn rồi. Cho nên ở Việt Nam mà đi chợ về ngay tới đầu đường xe cán chết một con vịt, cái mình đi vô tới giữa xóm cái nó thành 10 con, lát tới cuối xóm đồn ra nguyên bầy vịt chết. Tại vì nhất sao thất bổn. Chờ qua cái bài kinh mà Đức Phật nói ngày hôm nay, thì xin thưa đại chúng là khi chúng ta nói sự hộ trì đó, thì chúng ta sẽ quán chiếu sâu hơn dựa theo lời Phật là xưa nay mình nghĩ là mình hộ trì người đó, người đó, người đó. Nhưng mà thật sự ra với cái nhìn sâu, ngay khi chúng ta bắt đầu làm việc đó, chúng ta đã tự hộ trì cho mình. Ví dụ mình đấy, tôi xin phát tâm hộ niệm cho anh mau khỏe mạnh. Mình lại mình tụng thời kinh cầu an. Nhưng mà tụng xong người kia không biết an chưa, chưa biết. Nhưng mà ngay cái người tụng xong tiếng đồng hồ là sao? An. Vì họ đã dùng cái tâm khẩu thân của họ để trì thời kinh đó, người đó an. Cho nên cầu an cho người chính là cầu an cho mình. Sám hối vì người, nhưng mà thật sự là sám hối cho mình, tại tự thân mình sám hối. Và khi nghiệp chướng của mình tiêu trừ thì tự thân tâm mình thanh tịnh, mình đủ công đức sám hối cho người. Mình nấu ăn cho ai chưa biết người ta hưởng gì, nhưng mà mình là người hưởng trước đó. Hưởng từ cái hương cho đến hưởng tới cái vị.
Hay là Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa phải nghiên cứu kinh sách rồi cái gì kia để chia sẻ với đại chúng đó đây, nhưng mà đại chúng chưa nghe Pháp Hòa nói gì hết, mà người hưởng trước là ai? Là Pháp Hòa. Thí dụ bây giờ mỗi tối Pháp Hòa đọc một bài kinh đi, Pháp chưa nói gì với đại chúng chưa nghe, nhưng Pháp Hòa là người hưởng trước rồi đó. Hưởng, nhận hưởng được cái nguồn an lạc từ lời Phật dạy rồi. Chứ ngay khi mình hộ trì cho người là mình hộ trì cho mình, mà mình hộ trì cho mình được vững chắc rồi thì mình hộ trì cho người dễ dàng hơn. Có một anh, có nhiều người con chở mẹ đi đi năm qua, năm cách đây 2 năm, có một anh Phật tử đưa mẹ già đi qua Canada chỗ Pháp Hòa để dự khóa tu. Thì anh nghĩ trong đầu đơn giản là sẽ drop mẹ xuống chùa, sau đó anh sẽ đi ra ngoài anh kiếm chỗ anh ở, anh thoải mái, hoặc là anh tối anh về chùa anh ở, sáng anh dông anh đi chơi. Không ngờ tới đó người ta đưa thẳng vô tu viện Tây Thiên, cách thành phố 45 phút. Vô đó là không xe cộ, không có convenience store, không có cái gì hết. Ở trong đó mà muốn đi ra ngoài là phải có xe. Cho nên khi mà anh vô trong đó rồi, cái đâu kẹt quá đi đâu mà anh thấy ai cũng bận rộn, đâu dám nhờ. Quý vị, cuối cùng anh làm công quả suốt 10 ngày luôn. Cho nên hộ trì cho mẹ, nhưng mà rốt cuộc mẹ hộ trì cho anh. Tại vì anh ở trong đó, anh thấy được cái sự bận rộn của đại chúng, anh không nỡ nhờ vả làm phiền, mà thậm chí anh còn làm ngược lại là anh hộ trì cho đại chúng bằng cái năng lượng khả năng của anh trong 10 ngày đó. Cho nên thưa đại chúng, sự tu tập của mình là một hộ trì rất lớn. Sự đi chùa của đại chúng, sự hộ trì tam bảo, sự ủng hộ mọi cái chương trình Phật sự của đại chúng là hộ trì cho tất cả những người khác. Chỗ nào có chánh pháp thì chỗ đó chúng ta hộ trì. Tại vì nó hộ trì là hộ trì gì? Hộ trì chánh pháp. Và bên cạnh đó chúng ta hộ trì chánh pháp, trong đó có người thân của chúng ta, vì chúng ta muốn biết rằng người đó như thế nào chúng ta hộ trì. Nhiều người đó bệnh mình hộ trì, mà hộ trì cho người bệnh cũng là hộ trì chánh pháp. Tại vì sao? Tại vì trong 8 công đức của Bồ Tát thì trong đó có một công đức là giúp đỡ người bệnh. Hay là quý vị biết là một vị thầy đó bệnh, quý vị cho thuốc giúp đỡ cho thầy đó hết bệnh, để thầy đó tiếp tục công việc Phật sự lo cho nhiều người, thì khi mình hộ trì cho một người cũng là hộ trì cho nhiều người. Mình nuôi một cái đứa nhỏ cho nó ăn học nên người, mình thấy như mình nuôi nó mà thật sự mình nuôi cả gia đình đó. Tại vì nếu mà nó nghèo hoài mình phải lo mãi. Bây giờ mình ráng lo cho nó học hành nó tốt, nó có công ăn việc làm tốt, nó tự nó lo cho cả gia đình nó. Cho nên mình lo cho một người là lo cho cả gia đình nó. Vì vậy mà người Việt Nam mình qua đây đôi lúc bảo lãnh một người cháu qua để cho cháu nó lo cho cả gia đình nó. Chứ giờ mình làm chị, mình lo cho má, cho ba, cho em út của nó, lo hoài lo không hết. Thôi giờ bảo lãnh nó qua để nó lo, nó đi làm cho gia đình nó, hoặc là mình giúp đỡ cho nó để nó có công ăn việc làm, nó lo cho cả gia đình nó. Chứ mình giúp cho một vị xuất gia. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói có 4 điều không thể coi thường. Một là không thể coi thường một thái tử, vì ông thái tử đó lớn lên ông sẽ là một ông vua, một minh quân trị vì cả nước. Cho nên không thể coi thường một thái tử khi còn nhỏ. Điều thứ hai, không thể coi thường một thầy tu nhỏ. Tại vì thầy đó nếu mà được nuôi dưỡng hộ trì tốt đẹp, thầy đó có thể trở thành một vị độ đời giúp người. Điều thứ ba, không thể xem thường một đốm lửa nhỏ. Tại vì đốm lửa đó có thể cháy nhà, cháy rừng, thiêu chết người. Điều thứ tư, không thể coi thường một con rắn nhỏ. Tại vì con rắn có thể cắn, mổ người và trúng độc mà chết. Thôi thì hôm nay buổi tối này Pháp Hòa về thăm đại chúng tại chùa Đạo Phổ Quang, thì Pháp Hòa xin có một bài kinh ngắn với đại chúng là hộ trì cho nhau. Và khi chúng ta thấy được rằng sự hộ trì cho người, nhưng mà trước hết là chính mình hộ trì mình,
Và khi mình hộ trì cho mình được rồi thì mình hộ trì cho người khác được. Hay nói thiết thực hơn, mình muốn làm hộ pháp thì trước hết pháp hộ mình. Tại vì mình trong người mình phải có Phật pháp, mình mới có thể hộ được Phật pháp. Còn không thì không thể hộ được. Như mình muốn giúp cho người ta ăn chay, trước hết mình phải biết nấu chay và mình có thể ăn chay, mình mới giúp được. Pháp Hòa nghe mấy vị mà người ta làm vàng, người ta nói, người ta kể tuần rồi cũng được nghe. Đến nỗi mà một cái tiệm mà làm vàng mà cái khăn lao bàn người ta cũng không bỏ. Người ta đem, người ta giặt, người ta ngâm nước, người ta mòn bòn lại hết những cái mạ vàng lúc mà bào đó ra, mài đó, nó văng khắp hết. Nghĩa là miếng đất đó bất cứ chỗ nào người ta cũng đều giữ lại hết. Rồi lâu ngày người ta gom lại thành vàng. Thì người ta có vàng người ta gom, mình không có vàng mình gom lúa thóc. Người ta cũng tu bòn tu mót đó chứ. Người nào có tiền thì người ta đeo cả chiếc nhẫn, mình không có mình làm cho người ta, nhưng mà nó bay mấy cái đó rồi cứ đi lượm riết, lâu ngày có vàng. Và nghe nói là những miếng đất nào mà nó ở đó mà tiệm vàng lâu năm là miếng đất đó có giá lắm. Tại vì đào đất đó lên mà ngâm nước thời gian là ra vàng dữ lắm. Mới biết chuyện đó. Thì Pháp Hòa nghe xong rồi nói, ồ cái này giống mình tu mót. Thì bây giờ mình chưa tu nổi trọn ngày, trọn tháng, trọn năm thì mình tu theo thời thôi. Cho nên á, trong một cái khóa tu ha, một ngày từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm, hiếm có người nào đi hết khóa lắm, hết ngày là hiếm lắm, có chứ không phải không. Thế nào cũng cúp cua một buổi à. Có người thì cúp cua buổi sáng, có người cúp cua buổi trưa. Bữa nào mà tu được trọn ngày là ngày đó hạnh phúc. Rồi nói sao rồi không ra, nói tôi đau lưng quá, thôi để tôi nghỉ ngơi, chiều nữa tôi mót lại. Tôi vòn tôi mót. Người ta có lúa, người ta đập lúa, ta đập rồi ta giục mấy cái bó lúa to ra. Những người nghèo đó ta lượm mấy cái đó lại, ta lặt, ta lượm. Nhiều khi người ta chịu khó vậy suốt ngày, tới chiều người ta có được lon gạo. Người giàu thì người ta ăn gạo thoải mái, còn người nghèo không có thì mót mấy cái đó. Tu hành cũng vậy, đừng có đợi đến khi nào mình trọn vẹn mình mới làm, không có đâu. Ở trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện này. Kinh Bách Vụ kể là có cái ông đó, ông nuôi bò. Thì ông chuẩn bị lấy sữa bò để đãi khách. Thì ông mới nói là còn tới 2 tuần lễ nữa mới tới ngày đãi khách. Bây giờ mình lấy sữa bò sớm quá để đâu. Thôi cứ để cất ở trong cái bụng con bò đi. Rồi tới 2 tuần sau đó mình lấy sữa bò cho nó nhiều. 2 tuần sau ra dắt không còn giọt nào hết. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật nói cũng như thế. Nhiều khi chúng ta muốn bố thí, muốn làm lành mà chúng ta đợi. Thí dụ như muốn giúp người ta nó thôi, để khi nào tôi trúng số mới giúp. Nếu cả đời không mua vé số lấy gì trúng. Mà ngàn người mua mấy ai được trúng, phải không? Cái quan trọng á, hay là mình nói để khi nào tôi giàu tôi bố thí, để khi nào tôi có nhiều đi tôi bố thí. Người ta đâu có, người ta mà đợi mình giàu là người ta ruột xương rồi. Mà bây giờ người ta chỉ cần mình cho người ta một chén cơm thôi, mình có khả năng cho không? Có khả năng thì cứ cho chén cơm đó. Người ta chỉ cần mình cho người ta một ly nước thôi, mình có thể làm được không? Mình làm được cứ làm. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Tại vì một cái tâm lành mình khởi lên thì cái tâm ác nó mất. Ví dụ như mình gặp một cái người đó, người ta đói, người ta xin chén cơm, mà mình khởi cái tâm để tôi vô tôi bới cơm cho anh ăn, thì cái tâm mà chửi bới, cái tâm mà ích kỷ, cái tâm keo kiết nó mất rồi. Bây giờ nó khởi được cái tâm là biết cho. Thì ngay cái giây phút mình cho một chén cơm đó, là cái tâm xấu, cái tâm ích kỷ, cái tâm mà gọi là tiếc rẻ nó mất đi, mà cái tâm cho nó còn. Rồi cái người mà người ta không muốn cho, ta nói gì? Cho hết lấy gì ăn. Còn cái người mà lúc nào cũng muốn cho, nói ăn hết lấy gì cho. Cũng một cái câu nói đó mà nó đảo thôi. Người không muốn cho thì nói cho anh hết lấy gì tôi ăn. Còn người muốn cho thì nói ăn hết lấy gì cho. Cho nên ăn chừa. Rồi bây giờ mình nói tới vấn đề niệm Phật nè. Quý vị có 10 phút tu, quý vị tu niệm Phật. Bây giờ thậm chí bận rộn quá, xuống vô nhà cái là không có thời giờ niệm Phật trong xe. Niệm Phật trong khi mình làm việc. Tại vì trong khi mình niệm Phật là mình không niệm cái khác.
Còn nếu mình không niệm Phật là mình niệm khác. Tại cái đầu mình bao giờ nó không có niệm hết đó. Lúc nào cũng phải niệm hết đó. Cho nên hồi sáng này mình đọc á, niệm Phật nè. Niệm Phật niệm sao? Đức Thế Tôn là như thế, bậc ứng, bậc giác ngộ toàn vẹn vân vân. Rồi giáo pháp của Thế Tôn, rồi tăng đoàn của Thế Tôn, rồi giới luật của Thế Tôn. Bốn niệm rồi. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Còn sáu niệm nữa đó. Đó là niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, niệm Vô Thường, niệm Chết. Thập niệm. Vì mình đâu có phải chỉ có một cái niệm Phật. Mình nhớ một lời kinh mà hãy lúc nào mình nhớ kinh không nhớ khác. Cho nên cái việc mà mình trả giá tu hành nó đợi. Vô thường nó đâu có đợi ai. Thí dụ bây giờ một ngày nào mà tử thần nó tới, nó đã đợi tôi lên chùa tôi thắp cây nhang nữa không? Tới giờ rồi. Diêm Vương đã định canh năm chết, canh ba chết, chẳng để cho người tới năm canh. Người đó ba canh, canh ba mất rồi thì không ai lưu luyến gì được. Cho nên hãy mình thức tỉnh giây phút nào mình tu giây phút đó. Mà quý vị tu trong bận rộn, tu trong mọi hoàn cảnh. Quý vị nào có đọc cái quyển gọi là 48 pháp niệm Phật, trong đó cái câu của bà, cái quyển là đã 48 pháp niệm Phật, pháp môn dễ tu dễ chứng, hợp thời cơ. Mà người ta thậm chí người ta hướng dẫn mình đó, đi trong nhà vệ sinh niệm Phật cũng được. Nhưng mà mình biết cách niệm. Không lẽ vô trong đó Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm trong tâm thôi. Mình cũng niệm Phật nhưng mà mình biết cách niệm. Còn không bao giờ dừng cái tu. Mà quan trọng là biết cách tu. Phải nhớ cái đó. Không bao giờ dừng cái tu mà phải biết cách tu. Không biết cách tu ta nói mình tưởng tưởng. Tự nhiên vô trong ngồi Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tình nó làm gì tôi niệm Phật. Ta nói trời, bả tu càng ngày bả càng ổng tu ổng càng ngày. Nên phải biết cách. Mình vẫn đi hộ niệm cho người mất trong bệnh viện. Nhưng mình nhớ đây là bệnh viện chứ không phải là chánh điện đạo tràng. Sách vô mỏi vô trọng làm gì? Tụng cho cái người mà ngáp ngáp sắp chết. Họ chưa chết mà cái bà bên cạnh bà tức của bà chết rồi. Tôi đang ngủ mà nó cứ gõ bốc cốc men men. Tôi không biết cái đó là cái gì. Không bao giờ dừng cái tu mà phải biết cách tu. Không bao giờ dừng sự hành thiện mà phải biết cách hành thiện. Nếu mình không biết cách thì cái cách hành thiện của mình sẽ làm cho người khác khó chịu. Cái cách tu của mình làm cho người khác khó chịu. Mà người khác khó chịu đó là cái tu mình nó cũng chưa trọn đó. Mình ăn chay sao mà người khác bực bội với chuyện ăn chay của mình đó là mình biết là cái cách ăn chay của mình là mình ăn chay mà người kia bị cháy. Mình ăn như thế nào để người ta rất là nhẹ nhàng với cách ăn của mình là do mình. Thành thử ra nhiều khi mình trách người á, mình phải nhìn lại mình cái cách mình sống như thế nào, cách mình tu như thế nào mà người ta phản đối mình. Trừ khi nào mình quán lại mình thấy mình cũng khéo léo lắm rồi đó chứ. Mà sao giờ mình vẫn bị chống bán thì mình biết đây thật sự là chướng duyên. Nhưng mà có những cái chướng duyên không phải từ bên ngoài mà từ nơi mình. Rồi lúc đó mình nói trời ơi, tôi tu mà tôi bị khảo quá. Tại mình khảo người ta trước. Người ta đi làm 11 giờ sáng người ta mới về tới nhà, ta mới nằm được có 2 tiếng mình bon. Mình tụng lăng nghiêm, mình tụng đủ thứ hết. Mình khảo lỗ tai người ta thì người ta phải khảo mình thôi. Cái này cũng phải, cho nên tất cả phải có sự quán chiếu. Tu là phải có cái nhìn lại. Trước hết tu diện biết mà mình thiếu cái sự nhìn lại bản thân mình là cái tu đó nó chưa đúng. Anh nói trời nói đất nói hay nói dở gì biết, nhưng mà thiếu sự nhìn lại mình, thiếu sự quán chiếu. Tại sao mình bị người ta ghét? Tại sao người ta chống mình tu? Tại sao người ta thế này? Cho nên Pháp Hòa hay kể cho đại chúng nghe. Ai cũng hiểu bà Thanh Đề đem chén cơm, chén gạo vô. Rồi bị các thầy coi thường á. Bà đem con chén gạo và mấy thầy lo tiếp mấy bà đại gia. Cho nên rồi bà tức quá, bà đổ cái chén gạo, bà chà đạp cái chén gạo đó, bà phỉ báng, cho nên giờ bà đọa địa ngục. Thì cái đó cũng được, mình hiểu vậy cũng được. Nhưng mà rồi mình cũng quên hỏi lại coi tại sao bà vậy.
cũng tại mấy ông. Chứ bà hồi đầu bà thành tâm lắm mà. Bà thành tâm, bà đem một chén gạo vô bà cúng bằng tất cả tâm thành của mình mà. Nhưng mà tại rồi mình cứ nhìn cái vẻ bên ngoài của mỗi người rồi mình tiếp, cho nên mới làm cho cái bà này bà nổi sân lên. Cho nên là nói bà thanh đề chứ đôi khi cũng phải nhìn lại tại sao bà thanh đề bả như vậy. Đây là một cái tư duy, cái quán chiếu. Nhiều khi mình nói một chiều mà mình quên cái khác. Tự khi khổng ta lại, ta nhào ta đã đập mình. Mình cũng trời thần đất lỡ. Mình cũng nói gì đó để cho người ta nổi cơn lên. Mà thậm chí có nhiều người cũng chướng lắm, biết người ta giận cứ chàng giang trước mặt như này. Nói theo người Việt á, chọc nư á. Chọc cái nư của người đó. Mà cuối cùng ai lỗ? Mình là người lỗ, tại mình bị đắp. Thật ra Phó Hòa xin thưa đại chúng là cái thiện cái ác, đôi khi á, cái thiện mình làm nhưng mình không khéo thì mình lại trong cái thành thiện đó mình lại làm cho người khác sanh cái pháp ác. Thí dụ mà bây giờ mình thương cái người đó quá, mình biết cái người đó chuyên về, chuyên đánh bài hay là cái gì đó, xài tiền không đúng, mà mình cứ đưa tiền cho người đó. Có đôi khi cái này cũng phải nhìn lại. Cái này Phật gọi là trong kinh này, cho nhiều mà phước ít. Tại không có tư duy. Nếu mà có cái phước đi nữa là phước của cái người kia, họ thương mình, tại vì mình lúc nào cũng đưa tiền cho họ. Nhưng mà có nhiều người cho ít mà phước nhiều. Quý vị cúng vô cho những cái cơ sở từ thiện 10 đồng tháng thôi, 10 đồng thôi, nhưng mà mình người ta duy trì cả một cơ sở từ thiện. Cho nên mình làm việc thiện, những cái nơi mà người ta phát huy cái thiện cái lành, mình yểm trợ những công trình đó, mặc dù cái của mình rất nhỏ. Mình nói thôi ôi, tôi chỉ là giọt mua hoặc muối thôi, tôi là một giọt nước. Nhưng mà không có một giọt nước thì không có một chén nước, một lu nước và một sọt. Một sen đâu có nghĩa lý gì, nhưng mà thiếu một sen thì cái 99 sen kia không được gọi là một đồng. Mặc dù một sen nó nằm bên ngoài này thì nó là lẻ loi, nó là gì hết đó. Nhưng mà bây giờ 99 sen này rất cần một sen này cộng vào đó để bên này được thành một đồng. Và đại chúng cứ như thế mà tu tập. Mỗi ngày bất cứ giây phút nào suy nghĩ làm lành được cho ai, cứ làm. Trưa nay là Pháp Hòa cũng bận lắm đây. Lát nữa có cái đám cưới nè. Rồi lát nữa có cái đám tang online nữa nè. Cho em làm overtime mà. Vậy mà còn không đủ sống nữa nè. Rồi mình nói theo thế gian ta nói vậy đó. Nhưng mà mình gọi là mình ý là mình bất cứ giây phút nào mình cho được người khác, không từ chối. Mà cái đó đôi khi mình không có tâm lực mình làm được. Mà không có muốn được cái tâm lực đó, phải có tâm nguyện. Tâm nguyện là gì? Tờ là cái tâm, cái ước nguyện từ trong lòng mình. Mình không cần phải nói với ai. Nhưng mà hễ mà tâm nguyện mà có thì tâm lực nó có. Tâm lực mà có thì sức lực nó đi theo. Cho nên cái đó gọi là tinh tấn. Hãy ngăn làm, hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm điều lành, ý ưa thích việc ác. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm. Chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Đây là câu thứ 117. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm. Chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Cũng giống như bây giờ mình đã ăn phải một cái món độc trung thực thì không dám ăn nữa. Thậm chí không phải là món đó, thí dụ bây giờ mình đang ăn trung thực, làm gì mà dám ăn nước cốt dừa, làm gì mà dám ăn những cái món sống, tại vì mình biết trong người mình đang không khỏe thì không tiếp thêm nữa. Mà phải làm sao mình tẩy cái đó ra để mình có thể ăn được. Thì Đức Phật dạy câu này, câu thứ 118: nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm. Hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc.
Hai cái câu này nó đi với nhau. Một bên thì chứa ác là tất chịu khổ, còn bên này thì gì? Chứa thiện được an lạc. Bây giờ trong lòng mình mà chứa tất cả điều lành thì dĩ nhiên lời nói của mình sẽ lành. Đơn giản là quý vị thuộc thơ, đụng chuyện gì quý vị cũng nói thơ. Quý vị thuộc kinh thì chuyện gì quý vị cũng đem kinh ra, mà không cần phải nói với ai, mà mình nói với chính mình. Tại vì mình chữa trị được cái tâm bất thiện của mình thì cái cách hành xử của mình, cái cách sống của mình nó khác. Cho nên cái phẩm này Đức Phật, thưa đại chúng, là Đức Phật không có nói kinh gì gọi là kinh Pháp Cú hết. Nhưng mà bởi vì trong suốt 45 năm của Ngài, đi đến đâu đụng chuyện, đụng việc thì Ngài nói lên một câu kệ, một câu kinh, một câu kệ để nhắc nhở người ta. Rồi sau này các Ngài mới sưu tập lại những cái câu đó và chia nó ra thành từng cái mục và đặt cho nó một cái tên là Kinh Pháp Cú. Cú là câu, Pháp là Phật Pháp, là giáo lý. Những câu này được Đức Phật giảng dạy, đầy chứa đầy những cái giáo pháp ở trong đó và gom lại thành một quyển sách chúng ta gọi là Kinh Pháp Cú. Và nếu mà đi tra trong kinh điển, trong kinh tạng, nhiều loại kinh Pháp Cú lắm, nhiều lắm. Hồi xưa mình không biết, mình tưởng có một cuốn này thôi, mà tới hồi bây giờ mà được tra trong kinh tạng thì thấy trời, kinh Pháp Cú rất nhiều thể loại khác nhau. Có những loại kinh Pháp Cú gọi là Pháp Cú thí dụ, đưa một câu chuyện xong, đưa một câu thí dụ xong liền có một bài kệ, có một câu chuyện thí dụ xong liền có bài kệ, rất hay. Thành thử ra Phật Pháp như biển cá, bơi hoài càng bơi càng thích, càng tắm mình trong đó càng thích. Thì mình mới thấy rằng nếu mà cái đầu của mình mỗi ngày á, nó không suy nghĩ gì hết ngoài những cái việc làm thiện, sống lành của mình á, ngày đó tối mình ngủ ngon. Cho nên ra trong kinh cũng vậy á, khi nào á mà mình biết cái tối mình ngủ bất an, thí dụ như mình ngủ khó, mình trằn trọc, mình khó ngủ, và trong giấc ngủ của mình thường hay thấy chiêm bao những cái điều xấu, thấy người ta rượt mình, thấy những cái điều mà bất tường, rồi mình hay hét, mình hay bị mớ, rồi ngủ dậy thì mệt mỏi. Trong kinh có đưa ra 11 cái điều mà nếu như ai phát triển được cái tâm từ á, thì những cái đó nó dần mất. Cho nên ví dụ như vị nào mà thường ngủ bị nằm chiêm bao, thấy tầm bậy tầm bạ rồi hay mớ rồi đó, không có sao. Quý vị cố gắng ngồi tịnh tâm nhiều một chút, mỗi tối dậy, mỗi sáng dành cho mình 10 phút rồi mình niệm Phật. Rồi ở tối đi ngủ mình có thể lại 50 lại, giống như ngủ bách danh hay là vạn Phật vậy đó. Mình không có khả năng lại nhiều, lại 50 thôi. Hay là quý vị lại trong hồng danh bảo sám, 35 vị Phật sau cùng. Ở đây ai cũng biết cái quyển sám hối hồng danh phải không? Thì cái hồng danh bảo sám ở trong đó là tổng cộng là 89 vị Phật. Thì từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống cho tới Pháp Giới Tàng Thân, 35 vị. Mà trong kinh nói 35 vị Phật đó giúp cho mình tiêu trừ vô lượng tội lỗi của nhiều kiếp. Nếu không có thời gian, mỗi tối cứ lại 35 lại đó. Lại xong rồi ngồi tịnh tâm chút xíu, quý vị cứ làm điều đặn như vậy đi, biến nó thành một món ăn mỗi ngày của mình, cho tâm linh, cho tinh thần của mình. Quý vị cứ nhớ là mỗi ngày mình ăn 3 cử. Người nào mà diet thì cũng 1 cử. Nhưng mà nếu như đó là thực phẩm cho thân, mà nếu như một ngày mà mình không có một chút gì gọi là có thực phẩm cho tâm, đây là một sự thiếu thốn. Và tâm thức của mình nó đói khát vô cùng, không được. Thỉnh thoảng nói thỉnh thoảng thì cũng không đúng. Thỉnh thoảng Pháp Hòa bước ra thấy một thầy đi học trễ về, không có tham dự được thời kinh. Nhưng mà tối lại thầy vẫn cầm cái gối, thầy lên chánh điện, thầy ngồi thiền. Mỗi khi Pháp Hòa thấy cái hình ảnh đó, Pháp Hòa vui dữ lắm. Pháp Hòa vui mà đệ tử không cần cho thầy gì hết. Thầy chỉ cần thấy đệ tử tinh tấn tu mà siêng tu, đó là một món quà lớn cho thầy. Cho nên nhiều khi tối Pháp Hòa làm việc đi tới lui, thấy thầy đang ngồi thiền trên chánh điện, trong lòng hết sức vui.
thấy một đệ tử nào mà tranh thủ thời gian của mình có được, lên lại sám hối, mở kinh ra đọc, mở sách ra đọc. Cho nên mấy thầy cứ lên phòng Pháp Hòa lấy sách này sách kia, tiếng Anh tiếng Việt, Pháp Hòa vui lắm. Tại vì mình biết giây phút nào mình cầm được quyển kinh quyển sách lên đó, dù cho một câu một chữ, chữ nghĩa kinh điển nó cũng ở trong tâm mình. Và giây phút đó mình không nghĩ cái khác. Có thể mình đọc mình không nhớ, nhưng mà giây phút mình đọc đó là mình không có cái niệm khác, chỉ có cái niệm kinh điển thôi. Mình phải tẩy trừ cái tâm nhiễm ô của mình bằng cách đó thôi. Tại vì đợi mà đến khi nào mình rảnh rỗi chắc không có. Còn nếu mà rảnh rỗi là trừ khi nào mình nằm mình bệnh rồi, lúc đó mình sẽ có cớ bệnh quá lấy gì tu. Phật dạy rõ trong kinh, cái người mà làm biếng có cách nói nghe: nóng quá không tu, lạnh quá không tu, no quá không tu, đói quá không tu, mệt quá không tu, bận quá không tu. Đó, ví dụ như bữa nào nóng quá biểu lên lại Phật thôi, bữa nào mát mát lại Phật, mà mệt đổ mồ hôi mệt, bữa nào mà lạnh quá nó thôi, để trong nhà ra đường cảm chết. Lúc nào mình cũng có cái lý do. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa đọc 3 câu kinh Pháp Cú trong Phẩm Ác cho đại chúng nghe. Và người xưa đã định nghĩa chữ thiện ác đơn giản thôi, phải không? Thiện là gì? Thiện là tăng ít, ác là tổn giảm. Lời nói của mình, hành động của mình làm cho người khác vui, mà trước khi họ vui là ai? Ai hưởng trước? Mến. Thôi nên mà thí dụ bây giờ mình vừa khởi lên, tôi chẳng dám khinh quý ngài, chưa nói ra lời nhưng cái điều đó nó ở trong tâm mình rồi. Thành thử ra cái điều thiện mà vừa khởi á, cái người nghe chỉ là người thứ nhì thôi, còn cái người mà tiếp nhận nó ngay đầu tiên nhất chính mình. Vì vậy mà điều thiện như vậy thì điều ác nó cũng không khác. Hễ điều ác mà khởi lên thì ai là người hưởng? Là mình. Chỉ vì vậy mà Minh Tâm Bảo Giám có cái câu á: hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu. Ngậm máu mà mình phun người khác á, thì trước hết là miệng mình đã nhiễm ô. Hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu. Cái câu đó là người xưa đó, trong cái quyển gọi là Minh Tâm Bảo Giám. Cái quyển đó nhiều câu hay lắm. Cho nên là khi mà mình thanh lọc tâm mình bằng câu niệm Phật, bằng một thời kinh, bằng một thời ngồi thiền, bằng một thời niệm Phật, tốt lắm. Mà quý vị nhớ là mình cái gì nhiều cái đó nó nhiễm. Nhiễm không phải là một lần rồi nha. Ví dụ như đậu hũ mà quý vị vừa để vô nước tương đem ra liền, đâu có thấm. Quý vị phải ngâm, ngâm lâu nó thấm, mà thấm gọi là nhiễm. Kho mà mình không có dặn lửa riu riu thì củ rau nó đâu có thấm, nó đâu có ngon. Muốn nó ngon là phải kho lửa riu riu nó mới thấm. Cũng y chang như vậy. Cái điều bất thiện mà cứ tiếp xúc riu riu, nhỏ nhỏ, chút chút, lâu ngày nó thấm, mà nó thấm rồi nó mặn, không cách chữa. Cái đời sống của mình như thế nào, hằng ngày mình sinh hoạt như thế nào, thì đời sống tâm linh mình nó cũng không có khác. Cho nên Phật Pháp và thế gian không có rời. Nếu mình rời thế gian mà đi tìm Phật Pháp thì không bao giờ có. Tại vì Phật Pháp là để dành cho thế gian, cho con người. Ngày nào không còn con người, Đạo Phật không còn có mặt. Không cần có mặt. Tại vì mục đích của Phật giáo là để chuyển hóa con người. Mà quý vị thấy con người rắc rối không? Quá trời rắc rối luôn. Ngay cả thậm chí đi tu rồi mà cũng còn rắc rối. Chứ đừng chứ đừng nói là mình sống theo thế gian đó. Mình vô chùa mình tu rồi đó, cũng rắc rối dữ lắm đó. Chứ không phải là mình đơn giản. Tại sao? Tại vì mình đã huân tập cái rắc rối đó. Rồi bây giờ mình đi đâu mình cũng vung vẩy ra hết. Cho nên tu là để thúc liễm, nhìn lại, thấy mình, chuyển hóa. Mà chuyển hóa được mình là thiện. Mà thiện được tự mình thì thiện được xung quanh. Mà nếu mình còn làm khổ mình còn làm khổ mình, cái đó vẫn gọi là ác. Thấy người ta mình cũng khổ, bực bội chuyện này. Pháp Hòa tu thiền, thí dụ đi ha, mà nghe ai không tu thiền bực. Pháp Hòa tu niệm Phật mà nghe không ai chịu niệm Phật mình bực. Cái đó mình khổ đó. Pháp môn là cái cửa
mà các cả đã là cửa thì phải tự tại ra vào. Mình đừng có bám vào cái pháp môn của mình rồi bắt người khác phải theo. Vì mỗi người, người ta có một cái phương cách nó khác nhau. Ví dụ như quý vị nói niệm Phật phải niệm trước bàn Phật. Như vậy những người bận rộn không bao giờ tu được, tại vì không có thời gian. Bây giờ mình nói lại, ai có thời gian niệm trước bàn Phật thì tốt, không có niệm trong xe. Một tiếng đồng hồ họ lái xe, một tiếng đồng hồ niệm Phật, đỡ hơn không? Còn hơn họ bỏ một cái CD toàn là nhạc đau khổ không? Rồi họ nghe mà họ khổ đau từ ở chỗ hãng về tới. Mà quý vị để ý coi, nghe những cái nhạc buồn đó đâu có gì hay đâu. Một người đi với một người, nghe là thấy khổ rồi thấy không? Cái người thứ hai mới khổ rồi. Một người đi với nụ cười hắc hiu, khổ dữ nữa. Cho nên rồi nếu mà đúng mình, đúng cái tâm trạng đó, trời ơi, vừa lái xe vừa nghe nhạc vừa khóc. Còn bây giờ nếu mình nghe pháp, vừa lái xe vừa nghe pháp cười, người khác người ta ngồi người ta đậu xe kế bên, ta tưởng mình khùng. Nhưng mà khùng mà biết cười, khùng này tốt. Khùng cười với giáo pháp. Còn thí dụ mình không biết thì mình đậu xe mình khóc thì người khác cũng nhìn mình, nhưng mà hai cái tâm trạng nó khác. Cho nên có nhiều Phật tử ngày xưa lái xe đi xa về, đi làm trên đường freeway mà kẹt xe stress dữ lắm. Nhưng mà từ ngày mình có những cái MP3, những cái USB, những cái mini chip để pháp đó, vị Phật tử đó không còn stress nữa. Tại vì có ông thầy ông nói cho mình nghe đủ trò đủ chuyện hết. Mình cứ nghe hết chuyện này tới chuyện kia, về tới nhà tâm thoải mái vô cùng. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ kẹt xe, mình học quá chừng việc trong 2 giờ đồng hồ đó. Còn mấy cái nhạc kia nghe để giải trí thôi. Em không có nói không nghe nha, ca sĩ chửi chết. Vẫn nghe. Nhưng mà đã nghe nhạc thì mình hay dùng cái từ gì? Giải trí. Chút thôi, chơi vui vậy thôi, chứ không có nhiễm. Mà mình hát cái đó, một thầy tu mà đứng rửa chén mà vừa hát nhạc tình này là bắt đầu biết có nhiễm rồi đó. Nhiễm rồi đó. Tự nhiên thầy tu mà vừa quét nhà mà nói em ơi nếu mong không thành thì sao, là mình biết ông thầy thì có vấn đề, nhiễm lộn chỗ rồi, nhiễm lộn món rồi ha. Ví dụ mình đã người già ở đây nè, mình có thể là mình lo, không biết nữa mình già, con mình có lo cho mình không? Cái đó mình có thể lo. Nhưng mà có một điều mình không lo là con không lo, chính phủ lo. Người già ở đây là nhất định là sẽ có tiền già, nhất định là sẽ có chỗ ở của chính phủ, cho nên thật sự là không lo. Thì chính phủ đã cho mình cái gì? Cho mình một cái gọi là vô quý thí. Nhưng mà thật, khi mà chính phủ tài thí cho mình, nghĩa là chính phủ cấp lương cho mình mỗi tháng, đó là tài thí. Phải vậy không? Rồi chính trong khi chính phủ cho mình tài thí thì cho mình luôn cả vô quý thí, là sự không sợ hãi. Có thể là mình lo, tôi không biết nữa, tôi già, con tôi lo tôi không. Có đã có thể lo. Nhưng mà bảo đảm một điều là nếu nó không lo, chính phủ lo. Mà cho dù nó có lo, nghĩa là nó tới thăm nom, nhưng mà quyền lợi của người già vẫn gấp lai sinh. Dù mình có giàu có, mình có dư dật, nhưng ở đây người già là được có cái gì? Cái quyền hưởng của người già. Cho nên người già nào tới tuổi rồi cũng làm đơn xin tiền già. Ở bên Canada đó, người già được quyền ăn tiền già mà ra khỏi nước trong vòng 6 tháng. Ở đây được mấy tháng? Mấy tháng? 3 tháng không? 1 tháng. Ở bên Mỹ là chỉ 29 ngày thôi. Ai mà đi hơn, coi như người nào mà đi tới 30 ngày là nó cúp tiền già, rồi là phải về xin lại. Còn bên Canada là đi sao đi, miễn đừng qua 6 tháng. Tiền già mỗi tháng vẫn direct deposit, đi thẳng vô băng, không có gửi check nữa, đi thẳng vô băng luôn. Đó.
Cho nên người già đó ở bên Canada đó, nói Pháp Hòa nói chung là ở Mỹ, ở Đức, ở Úc, nói chung là các nước tân tiến đó, các nước mà chúng ta đang ở bây giờ đó, là hầu như người già nào cũng được hưởng. Không phải chỉ tiền già mà ngay cả gì bệnh hoạn nữa. Mình về mình ở những cái xứ của mình nghèo, không ít ai lo thì mình lo gì? Trời nữa không biết tôi bệnh tôi có ai lo không? Chứ ngay bây giờ mình ở cái đất nước này không có lo già, không có chỗ ở, không có lo già, không có tiền, không có lo bệnh, không có bệnh viện lo, mà chẳng những mình vô bệnh viện ta lo còn hơn mình nghĩ nữa. Vậy cực lạc chưa? Quá cực lạc rồi chứ gì nữa. Mà tại sao mình vẫn lo? Tại vì mình thích cực khổ. Cho nên cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Mình thiệt sự là mình ở cực lạc. Rồi bây giờ quý vị thấy sự hộ trì của chúng ta đối với chính phủ. Mình đi làm, mình đóng thuế, thì cái tiền thuế đó là hộ trì cho cái ngân khoản chính phủ. Rồi chính phủ lấy cái tiền đó hộ trì cho người già, cho người bệnh, cho trẻ em. Thế thì chúng ta thấy trong cuộc sống này không bao giờ thiếu sự hộ trì. Mà đôi ly chúng ta không đủ chánh niệm để chúng ta nhìn, chúng ta nghĩ hộ trì là một cái gì đó phải gọi là mình ghi nhận, chứ thật sự chới cái nhìn nhẹ nhàng. Và với con mắt chánh niệm tinh tế thì chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đang được sự hộ trì của người khác và chúng ta đang hộ trì cho người khác. Mình đi xe, những con đường người ta phải tráng nhựa làm cho con đường đó tốt để hộ trì cho mình. Quý vị biết ở xứ tuyết như chỗ Pháp Hòa ở đó, một năm là 6 tháng lạnh. Bây giờ là ở bển đang tuyết rồi. Những cái ngày tuyết nhiều, chính phủ phải cho xe ra đường xúc tuyết. Mà đôi khi á, khuya mới làm việc được, tại khuya mới bớt xe, thì những cái xe tải lớn mới đi trên đường xúc tuyết. Mà một cái cách xúc tuyết bằng cách nào? Hai chiếc xe tải đi song song, một chiếc thì hút tuyết vô trong một cái ống rồi phun qua một cái chiếc xe kế bên. Hai chiếc xe lái cùng song song với nhau vậy nè, để phun tuyết qua bên cái xe bên này. Rồi khi mà đầy rồi đó thì cái chiếc xe đó chạy, chiếc xe tải khác nối vào, mà đi và tìm những cái bãi lớn để đổ những cái tuyết đó. Mà hễ mà đường mà trơn á, là phải đi rải cát, rải muối để cho đường đừng có trơn. Mùa đông xong rồi, đường xá hư, cho nên năm nào mùa hè cũng sửa đường hết. Sửa từ khi mà vừa tan tuyết, sửa cho đến khi mùa đông. Và có những công trình phải làm ban khuya chứ ban ngày là không được. Thì ban ngày người ta làm việc xe cộ rất là đông. Thì chỉ cần mình đi ngang những con đường đó, mình thấy mình được sự hộ trì của họ. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, rồi thậm chí xin lỗi, mình ở một cái đất nước mà nó nghèo đói thì có thể là người ta không có lo chuyện đó rồi. Sống người ta còn không lo thì chết ai lo. Cho nên rồi ở bên những cái xứ này đó, quý vị biết không, lỡ mà ai đó mà độc thân mất ở trong nhà mà tìm không được người thân, chính phủ vẫn có những cơ quan lo việc đó. Vì tất cả nhà hoàng họ thay phiên nhau, họ take care, họ lo cho những người mà không người thân. Khi quá vãng họ sẽ lo chuyện đó. Rồi có một cái nghĩa trang để chôn những người đó. Để chi? Rồi lỡ sau này người thân họ có tìm ra tung tích họ, liên lạc với chính phủ địa phương, thì ở đó sẽ dẫn ra cái mộ và chỉ cho biết tháng đó, ngày đó thân nhân anh mất mà quý anh chị không hay, chúng ta đã chôn ở đây. Thì Pháp Hòa đã từng đi những cái đám như vậy. Họ liên lạc với mình và họ nói là bây giờ có một người Việt Nam nè, tìm chưa được người thân, thầy lên thì tụng kinh rồi chôn cất. Rồi sau đó người nhà biết được mới chạy lên chùa hỏi, thì Pháp Hòa mới dẫn ra và chỉ chỗ đó. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình mới thấy là hiện nay có ở Việt Nam mình, ví dụ có những người người ta có khả năng,
người ta cũng phát tâm, người ta mua những cổ quan tài ta để sẵn đó, để dành bố thí giúp cho những người mà mất mà không có quan tài để lo an táng. Cho nên nếu mình nhìn kỹ, nhìn sâu thì mình thấy hộ trì. Ngay cả khi chúng ta ăn chay, chúng ta không biết nấu, hoặc chúng ta không có thì giờ, thì có những người, người ta làm thức ăn chay, người ta bán. Tuy người ta bán, người ta lấy tiền, nhưng mà nhờ người ta, mình có tiền mà không ai nấu cho ăn, thì mình mua một quán ăn chay đó để mình có được một bữa chay mình ăn. Thật sự ra đó cũng là sự hộ trì. Và quý vị thấy nhiều khi mình tụng một quyển kinh mà không có người ấn tống kinh, mình cũng có để mình tụng. Hay là mình muốn nghe giảng, không có ai cho mình những cái băng dĩa, mình cũng nghe được. Nhiều khi con cái thấy ba mẹ thích nghe pháp quá, mua cái iPad cho cha mẹ, rồi mấy đứa cháu chỉ cho cách lên YouTube. Cho nên các bác ở đây tám mấy tuổi chứ còn ngon lành lắm, biết xài iPad mà, biết quẹt iPhone mà. Chỉ có cái không biết là không biết tắt phone thôi. Cho nên hộ trì. Thì Pháp Hòa mới kể cho đại chúng nghe là có một hôm á, một hôm Đức Phật đi đến một cái làng đó, thì Đức Phật thấy một cái ông, cái ông ảo thuật. Thì ông mới nói với các đệ tử là: các đệ tử hãy giúp cho ta cái này, rồi ta sẽ giúp lại các con cái này, thầy trò ta cùng giúp nhau để kiếm sống. Nói vậy đó. Thì các người đệ tử mới nói: dạ thưa thầy, mình mỗi người sẽ tự có một cái cách đặc biệt của mình, rồi mình sẽ làm ra thành một cái buổi ảo thuật mà con cũng tự biết, mà con cũng hộ trì cho thầy. Thì Đức Phật nhìn cái cảnh đó, Đức Phật có một bài kinh, và đây là lời kinh của Đức Phật. Đức Phật dạy: tâm tự thân cận tu tập, thân tự thân cận tu tập, tùy sự học, tùy sự thọ trì mà tác chứng. Thế nào gọi là tâm tự thân cận? Mình muốn hộ trì cho ai mà mình không cần một cái việc gì đó thì làm sao mình biết để mình hỗ trợ? Phật và ví dụ, bây giờ mẹ mình bệnh mà mình muốn giúp cho mẹ, thì mình phải thân cận những người biết về thuốc. Thí dụ vô bệnh viện gặp bác sĩ, gặp y tá, hỏi thuốc này uống ngày mấy lần và tác dụng của nó ra sao, và nó sẽ có những cái phản ứng phụ nào, và khi trường hợp như vậy tôi phải làm sao. Tự mình phải thân cận cái đó để mình mới hộ trì được cái người thân của mình. Cũng giống như mẹ muốn nấu ăn cho con thì mẹ phải biết nấu ăn. Hay là thậm chí mình nói: trời, con tôi nó thích ăn cái món bánh đó lắm mà tôi không biết làm, thấy ai đó biết làm, chị chỉ cho tôi học tôi làm cho con tôi ăn. Một cái ý niệm như vậy đó, đó là sự hộ trì chứ gì nữa. Nhưng mà mình muốn hộ trì cho người đó thì trước hết mình phải thân cận tự thân mình, có phải không? Cũng như thế trong cái sự tu tập cũng vậy. Phật tử muốn hộ trì Phật pháp thì người Phật tử làm gì? Phải học Phật. Mình không học Phật sao mình biết được hộ trì? Thôi nói đơn giản ha. Bây giờ đơn giản nhất là dù mình nói: thầy ở chùa một mình, thầy tụng kinh, tối nào con cũng lên tụng kinh phụ thầy. Mà muốn lên tụng kinh phụ thầy thì phải làm gì? Phải biết cái gì? Phải biết tụng. Hay là giờ thầy đi tụng đám tang, con mình thầy tay chuông tay mỏ, mình thấy tội quá, mình muốn đi theo phụ, thì mình phải biết cái gì? Biết thỉnh chuông mỏ. Như vậy thì chúng ta muốn phụ một cái việc gì, trước hết là chúng ta phải tự biết. Vậy thì ngay khi chúng ta tự biết là chúng ta tự hộ trì cho ai? Hộ trì cho mình. Phật nói thiết thực vậy đó. Cho nên khi mình biết một cái việc gì đó là tự mình hộ trì cho mình rồi. Mà khi mình hộ trì cho mình được rồi thì mình hộ được trì cho người khác.
quý vị đi lên máy bay, trước khi mà người ta cất cánh, người ta sẽ chỉ cho mình xe máy bay này có bao nhiêu cửa ra vào, và lỡ có biến cố xảy ra thì ở trên nóc sẽ rớt xuống một cái mặt nạ oxy. Quý vị phải tự chụp cho mình cái oxy đó trước khi mình giúp cho cái người bên cạnh của mình mang cái ống oxy đó. Tự mình hộ trì cho người. Chơi cái câu Đức Phật dặn: tâm tự thân cận tu tập. Trong cuộc sống mình muốn hộ trì cho ai thì mình phải biết cái đó. Mà ngay khi chúng ta học, chúng ta biết là chúng ta đã tự lo hộ trì cho mình rồi. Ví dụ như ta nói là cái thuốc này uống vậy đó, tự nhiên mình thành bác sĩ, tự nhiên mình thành y tá. Thì khi mình học là mình biết rồi, thì mình hộ trì cho chính mình, hộ trì cho người kia. Rồi Đức Phật nói tiếp: tùy sự hộ trì mà tác chứng. Nhớ nha, khi người ta hộ trì cho mình đó, ta hộ được nhiều vui nhiều nha. Có nhiều khi người ta hộ mà còn chê nữa chứ. Có không? Cho nên dễ xa nhau. Mà mình chê thì bất quá, nếu mà người đó không phải là ruột thịt của mình đó, người ta bỏ luôn mình rồi. Mà nếu như mà người đó là ruột thịt của mình mà ta ráng đi nữa đó, mà ta khổ. Mỗi lần mà gặp mình mà phải chăm sóc cho mình là chẳng những chẳng là tại vì mình là người thân thì phải lên, chứ còn cái niềm vui nó không có. Cho nên quý vị nhớ đó, hôm nào quý vị nghe lại cái bài: nếu mình là một người bệnh, mình được sự chăm sóc của người khác, thì mình phải làm gì để cho cái người bệnh, người ta, cái người chăm sóc bệnh đó, người ta thoải mái. Rồi ngược lại, người bệnh, người chăm sóc người bệnh phải nên làm gì để mà thông cảm và giúp cho người bệnh một cách thiết thực. Phật rất là chi tiết. Đọc ở trong kinh mới thấy là Phật dạy đủ thứ chuyện trên đời hết. Cái gì Phật cũng có giảng dạy, mà Phật nói từng chuyện li ti trong cuộc sống hàng ngày. Bệnh phải làm sao, chăm sóc người bệnh phải làm sao. Rồi thậm chí mà Phật còn dặn mấy ông phải giao ngân sách cho vợ giữ, đừng có hẹp hòi khi vợ mua sắm. Phật biết hồi xưa có cái vụ shopping. Nhưng mà khi Phật nói xong với mấy ông rồi là Phật xoay qua các cô, Phật dặn: chồng có giao ngân sách để mua sắm, nhưng phải biết kiểm soát ngân sách trong nhà mà mua sắm mà không được phí. Rồi Phật dặn mấy cô là phải thương yêu chồng, lo cho chồng cơm nước. Nhưng mà ngược lại Phật nói với mấy ông không được khó dễ trong việc ăn uống, đừng để vợ phải bận lòng. Ngoài ba bữa cơm chính, tối có muốn xíu dẹ tự lo. Nghĩa là ăn tối đó, thích mì gói gì đó thì tự lo, chứ còn ta đang ngủ mà dựng ta dậy bắt ta thêm cử tối nữa là hơi kỳ kỳ. Mà nếu mà người ta hộ trì cho mình mà mình không biết bảo hộ sự hộ trì đó, thì cái hộ trì đó không có last long, nó không có được lâu dài. Cho nên một người đệ tử lo cho mình cũng phải biết có giờ giấc, chứ không phải nó đệ tử tôi rồi muốn kêu giờ nào kêu. Quý vị biết đó là Pháp Hòa chăm nuôi mấy chú nhỏ, nhiều khi cái việc có những việc Pháp Hòa nhờ, nhưng mà có những việc Pháp Hòa không nhờ, đặc biệt là buổi tối giờ ngủ. Nửa đêm khuya mà chùa có chuyện gì mà Pháp Hòa nghĩ rằng một mình Pháp Hòa làm được, Pháp Hòa sẽ làm. Ví dụ hồi mấy chú còn đi học, nửa khuya là Pháp Hòa đi xúc tuyết mà không kêu, tại vì mấy chú còn đi học. Kêu thì mấy chú sẽ ra thôi, tại phận làm đệ tử mà. Nhưng mà nó ngủ không đủ, ngày mai làm sao nó đi học. Có nhiều lúc có những việc, ngày thứ bảy là quý Pháp Hòa cho ngủ trễ, không có bắt thức sớm, tại đi học 5 ngày, thứ hai tới thứ sáu thức sớm đi học rồi. Sáng thứ bảy Pháp Hòa cho ngủ một bữa. Mà nhiều khi ngủ tới 8 giờ, 8 rưỡi rồi mình có việc, mình định đi vô nhờ,
mà thấy nó ngái ngon quá, không nở, thôi đi ra. Rồi đi ra xong mình biết là cái này mình làm không có nổi, muốn đi vô, vô đứng đó hồi không dám kêu, thôi đi ra. Mà phải 5 lần 7 lượt như vậy. Rồi thôi cuối cùng chấp nhận ngồi chờ. Vì vì nó ngủ không, mình kêu nó dậy thì nó cũng dậy, nhưng mà mình biết cái tâm lý. Cho nên khuya ở trong chùa, chúng trong chùa cũng vậy, đi đã đi, ai bệnh hoạn mất nửa đêm trong bệnh viện mà kêu 2-3 giờ sáng, Pháp Hòa là người bắt phone chứ không bao giờ để các thầy các cô trong chùa bắt. Mà bắt xong rồi là tự mình xách xe đi vô bệnh viện tụng chứ không có gọi ai hết. Vì người ta còn nhiều việc trong chùa ta làm, ta mỗi người ta phụ mình mỗi việc, còn những việc gì là mình phải ôm nhiều hơn. Cho nên ở trong mình sống ở trong chùa, trong nhà cũng vậy. Tại sao? Tại vì mình biết rằng mình đang nhận sự hộ trì, thì chúng ta phải tâm lý và bảo hộ sự hộ trì này để nó được kéo dài. Cũng giống như mình nói cái đèn dầu hay là cái gì đó, mình xài nó quá thì nó mau hết thôi. Cảnh đời như đá mài dao, trái mau thì hết, có gì cảnh đời như lửa đốt dầu, trái mau thì đớt, có còn thì hết, có đâu còn hoài. Cả cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết, có nào bền lâu. Nhưng mà giữa cây dao với cục đá thì cục đá nó mòn, nhưng mà nó mòn lâu hơn vậy thôi. Cho nên mình phải để ý trong cuộc sống chúng ta thường nhận sự hộ trì, nhưng chúng ta phải biết bảo hộ cái hộ trì đó để cho cái hộ trì đó không có ngắn qua. Cho nên mình được một người nào thương chăm sóc cho mình, hay là nhất là người vợ hay người chồng, đừng bao giờ xài quá, nó không bao hết lắm. Phước nó cũng phải có phần chứ, hữu phước bất khả hưởng tận. Đó là lời dạy của người xưa. Hưởng tận sanh bần cùng, hưởng hết là sanh nghèo đói. Cho nên mình, Đức Phật dặn là, khi mà quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa đọc có một đoạn kinh ngắn vậy đó, mà mình phải suy nghĩ cái lời này ý gì. Và khi mình có được cái suy nghĩ những cái chi tiết trong cuộc sống thì mình thấy vui. Mà nhiều khi một đoạn kinh ngắn như vậy mà nó nuôi dưỡng mình trong đêm hôm, trong đêm tối. Từ Pháp Hòa hay đọc kinh buổi khuya, mà đọc như vậy mà những cái đoạn kinh mà nó hay, mà nhiều khi nó đơn giản vậy thôi, mà mình cái tâm hỷ lạc của mình ở nửa đêm nó vui lắm. Tại vì khi tối là không có bận rộn gì nữa, mình phải gác hết mọi cái việc khác để mình làm một cái công việc mà mình muốn trong ngày, đó là mình trì kinh, mình ngồi thiền hay mình lễ Phật. Mà được một cái đoạn kinh như vậy thì mừng vô cùng. Đức Phật nói là tùy sự hộ trì mà tác chứng. Tác chứng là gì? Nên khởi cái tâm chứng nhận như vậy. Thí dụ như là quý vị cúng trai tăng á, quý vị đem thức ăn lên cái nói của tuy đơn sơ, tâm cái câu mình nói nghe khiêm cung á, chúng con thành tâm sắm sửa chút ít trai duyên, dâng lên cúng dường tam bảo và hiện tiền chư tôn đức. Của tuy đơn sơ nhưng gói trọn cả tấm lòng thành kính, thí dụ vậy, mong quý tôn đức từ bi tác chứng. Tác chứng nghĩa là khởi lên làm cái sự chứng nhận này, dù ngon dù dở, dù ít dù nhiều, tác chứng. Cho nên mình nhớ học cái chữ tác chứng để mình sống trong đời mình chấp nhận. Thí dụ người ta nói xin lỗi bác, nhà con đơn chiếc quá, bác tới con không có gì đặc biệt đãi, chỉ có mì gói hay gì đó. Cái mình khởi trong tâm, cái gì cũng tác chứng hết. Cho nên nhiều khi trong cuộc đời của mình, mình đừng có đòi hỏi gì hết, có gì tác chứng nấy đi, vui à. Thí dụ như giờ mình đi chơi xa, ăn bánh mì là ngon rồi, gọn rồi, đùa không có súp hả?
Cái đó là không biết tác chứng á. Ta gặp mình ta thấy lúc này tác đâu mất còn chứng không. Rồi Đức Phật nói câu này nè: tâm tự thân cận tu tập tùy sự hộ trì mà tác chứng, đó gọi là tự hộ trì mình và hộ trì người khác. Tại sao câu đó? Bởi vì nếu mình sống được như vậy là tự mình làm cho mình không có lố bịch, tự mình làm cho mình không làm cho người khác cảm nhận mình là một người khó phụng sự, khó phục vụ. Mình tự mình hộ trì cho cuộc đời của mình là sống có thể thích ứng ở bất cứ hoàn cảnh nào. Quý vị biết là Pháp Hòa bay từ Canada qua đây á, ở qua tới Melbourne là cách 8 tiếng. Rồi cái xong cái bay qua Sydney, rồi từ Sydney bay qua đây, ở đây và bắt đầu mình đang quen giờ Sydney, giờ Melbourne, rồi cái qua đây cái bên này đi đi sớm, đi trễ hơn ở bên vùng đó 3 tiếng. Thí dụ như mình đang quen cái bụng ăn giờ đó, ngủ giờ đó, cái tự nhiên giờ này tới nó đói chưa được ăn tại đây làm sớm quá. Lúc đó mình nói tác chứng, tác chứng. Cho nó khó lắm. Cho nên mình phải xài cái chữ đó cho cuộc đời của mình thì tự nhiên mình hộ trì cho mình. Mà mình được như vậy thì người tự nhiên người ta cũng không, người ta lo cho mình mà người ta không có khó chịu. Cho nên mình muốn được sự lo của người khác thì chính tự thân mình phải hộ trì lấy những cái khó khăn của mình, những cái chỉnh đốn cái đó. Đó gọi là tu chứ gì đâu. Tu đâu là gì? Tu là sự chuyển hóa những cái tật cô dĩ của mình. Còn cái chuyện mình cạo đầu, mặc áo tràng, thỉnh mỏ, tụng kinh, lại Phật, ăn chay, làm công quả, tất cả cái đó, đó là những phương tiện hộ trì cái tâm tu, đường tu của mình. Nhưng mà cái chính yếu là tận gốc rễ chúng ta phải chuyển cho được những cái tật của chúng ta. Để cho người ta thấy được cái chữ tu đơn giản chỉ có hai chữ tờ u tu. Viết rất gọn gàng mà mình tu sao cái mình bỏ thêm cái dấu huyền. Nó thành tù mất đất. Tu không ra tu mà thành tù, càng tu càng tù. Cho nên cái chữ tù á, chữ Hán mà ta viết chữ tù á, là ở trong là chữ nhân, ở ngoài là chữ cái hộp á. Người bị nhốt trong bốn bức tường là tù. Một con người sống mà không có lối thoát, gặp cái gì cũng chấp trước thì là tù chứ gì nữa. Cho người chữ Hán là người ta viết, ta lấy tượng hình, ta lấy cái ý. Người bị nhốt trong bốn bức tường, một cái hộp là tù. Chứ mình tu á, là mình muốn mở cánh cửa đó. Mở cánh cửa đó. Cho nên có nhiều cái chùa ta để cổng tâm quan bất nhị pháp môn, hay là ta để bất nhị môn. Bất nhị môn là gì? À, cửa không hai. Nghĩa là hãy có nhị là có đối đại, mà cách nào anh sống cũng bình an. Bất nhị pháp môn. Cho nên mình hộ trì, mình tập được cái đó là mình tự hộ trì mình và mình hộ trì cho người. Thí dụ như có những lúc mình quá đói mà mình ăn, có những lúc là mình không muốn ăn, mặc dù ở dưới tủ lạnh nhiều đồ ăn lắm, dưới bếp á. Nhưng mà biết là mình tập ăn cái kiểu này hoài nó sẽ quen cái tật ăn đêm nè. Mà ăn đêm nhiều là bụng phì nè, mập nè. Và có một cái mà mình sợ nhất là mình nhịn ăn mà thấy hạnh phúc vô cùng là sợ xấu. Và có nhiều khi sợ xấu là mình lướt qua hết được những cái mà khắc phục đó. Có những cái không nên ăn, vì mình biết mình ăn vô là mình bệnh. Rồi, thì hộ trì như vậy là hộ trì cho mình và hộ trì cho người khác.
Đức Phật dạy tiếp, thế nào là tự hộ trì cho mình, tức là hộ trì cho người khác? Một, không khủng bố người khác. Mình có khủng bố người khác không? Chuyện chưa gì hết là mình dọa hù người ta rồi. Chẳng hạn như nói, trời ơi, tại sao chị làm vậy, tội chết, nghe không? Người ta đi vô chùa mà tôi chưa gì hết tôi nghe tội chết rồi đó. Đó là một hình thức khủng bố người khác. Không khủng bố người khác, không chống trái người khác. Cái gì mà người ta làm mình không có ủng hộ, tại vì mình không thấy đúng. Đó là ở cái phương diện thấy của mình. Nhưng đừng cho cái thấy mình là cái thấy đúng. Có thể nó đúng với ai? Đúng với ai? Đúng với chính mình thôi. Và nếu chúng ta xác định cái điều đó chúng ta chống, là có thể chúng ta bị hớ và mang lỗi. Vì người xưa cũng có câu, thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí của bậc thánh thâm sâu lắm. Cái tâm phàm của chúng ta không thể trắc nghiệm, không thể dò xét được cái chỗ đó. Và quý vị biết có những người, người ta lập chí lớn, ta làm việc nó khác với mình nghĩ lắm. Cho nên thôi, cái gì mình không đồng tình, không ủng hộ thì giữ im lặng để họ làm. Còn họ làm đúng làm sai thì tự họ sẽ có cái nhân quả trả lời. Còn chúng ta chống như vậy đó, chúng ta có cái lỗi là chúng ta không biết hộ trì khẩu nghiệp của mình, ý nghiệp của mình, thân nghiệp của mình, vì người khác mà tạo nghiệp không nên. Thì mình tự mình phải quán chiếu cái đó. Cho nên không khủng bố người và không chống trái người. Không chống trái người, không hại người khác. À, không biết gần đây quý vị có đọc cái bài báo, cái sự việc xảy ra ở bên Úc này, là cái vụ cái hãng Strawberry đó. Quý vị có biết cái việc đó gì? Ngày hôm qua trên đường bay qua đây á, lý ra là Pháp Hòa sẽ bay qua đây bằng hãng Virgin. Nhưng khi trên đường ra phi trường thì cái em Phật tử bút vé đó mới báo cho đoàn biết đó, là cái hãng Virgin đã cancel chuyến bay của thầy qua Tây Úc, và thầy phải bay ngược về Melbourne. Rồi khuya lắm mới có chuyến bay bay qua đây. Mà nếu theo cái tiến trình đó thì ngày hôm qua không có gặp quý vị. Thì trên đường đi thì có một đạo hữu trên xe tại Sydney nhanh ý, lập tức mở phone online và tìm vé máy bay qua một hãng khác. Thì cuối cùng mua vé gấp qua cái hãng Qantas. Giờ vậy cho nên ngày hôm qua đến đây đúng giờ. Thì trong khi mà chờ đợi chuyến bay của Qantas thì báo chí để dần dần đó. Thì thầy trò mới mở coi thì mới đọc được cái tin tức là đã bắt được một người Việt Nam, một cô người Việt Nam có dính dáng trong cái việc nhét kim ở trong cái trái dâu đó, trái strawberry đó. Cho nên ngày hôm qua đem mà dâu lên đãi Pháp Hòa không dám ăn. Nói thiệt à. Pháp Hòa giỡn thôi. Pháp Hòa mới chọc mấy chú và nói, trời ơi, đãi này mà không cắt, không lấy dao cắt ra, ớn quá. Nhưng mà quý vị biết là tại sao? Vì cái cô đó có thể là cổ có hận với cái người chủ của cái hãng dâu. Nhưng mà khi mà cô làm vậy, cô đâu làm trong cái hãng đó đâu. Cô đi ra cái chợ cô làm. Thì khi mà cái chuyện đó phát giác ra đó, thì người ta ngưng không cho bán kim. Thì những người mà cùng một cái ý tưởng đó đó, ta mua kim ở cái xứ khác đem vô. Nhưng mà bây giờ mình nói cái tác hại nè, là không phải chủ của những người trồng dâu phải đem đổ thùng rác, mà ngay cả những tiệm, những cái shopping, những cái chợ mà nhập trái dâu về mà bán cũng phải đổ luôn. Cho nên người chủ cái dựa trồng trái dâu và những chợ mua sỉ về bán lại đó, tất cả dâu đem đổ hết.
Thì quý vị thấy thật sự cái đó là một cái, khi mà con người mà người ta tức giận, hận thù ai đó làm cái gì tác hại tới mình, thì mình phải nghĩ ra cái cách nào đó mình gọi là rửa, gọi là trả thù, rửa hận. Nhưng mà cuộc đời mình nghĩ là mình trả xong mối thù này, hận mình sẽ được rửa. Nhưng mà nó rửa có chừng 3-4 ngày ở ngoài thôi. Sau đó cảnh sát bắt được rồi là vô trong kia mình gỡ lịch. Thì trong khi mình ngồi trong tù á, người ta ví dụ ta phán mình 3 năm, 4 năm, 5 tù ví dụ vậy đi. Thì mình ngồi trong đó mình suy nghĩ, tại cái người đó mà tôi ở đây thì thù này nó làm sao chồng lên tiếp. Cho nên cái chữ mà rửa, trả thù, rửa hận không có, không có work. Vì sao? Vì cái chánh niệm mình không đủ, cái nhận thức tuệ giác mình không đủ để mình có thể tạo ra những cái khó khăn cho chính mình và cho người. Cho nên để hộ trì cho mình và cho người thì phải lập cái tâm là không muốn hại người khác. Thật sự ở trong cuộc sống này mà chúng ta muốn hại nhau, thế nào nó cũng có kẻ hở để mình bắt biết. Thật sự nếu mà mình cố tâm mình hại ai đó, thì những người mà mình quen mà mình khi mình ghét họ rồi, họ có chỗ hở để mình có thể mình muốn hại họ. Nhưng mà không nên. Tại vì thí dụ họ làm đúng, nó không phải là cái việc của mình, mình chỉ là cái người biết thôi, nó không có dính dáng gì mình. Thì trước sau gì cái việc đó họ cũng có những cái người họ họ tìm ra, luật pháp cũng sẽ có cách để mà bắt họ. Mà ở đây mình nói trong cuộc sống bình thường, cho nên chúng ta phải quán chiếu cái đó kỹ. Mà khi mà mình hại được một người thì ngay lúc đó mình đã hại mình rồi. Cuộc đời mình nó sẽ ảnh hưởng lớn. Cho nên có nhiều người ta biết vậy, ta giết người xong ta tự ta giận luôn ta. Nhưng mà mình tự giận mình đó là để mình khỏi bị ở tù, nhưng mà thật sự mình đã kết liễu cuộc đời mình rồi. Và mình đã phụ biết bao nhiêu tình thương của cha mẹ, của người thân mình. Cho cái đó không nên. Không hại người khác, có tâm thương xót người. Thật sự ra nhiều khi á, mình thấy cái người đó mình không ưa trong lúc bình thường, nhưng mà mình thấy họ đau khổ mình chịu không nổi, rồi thôi bao nhiêu cái tha thứ mình cũng có thể tha thứ được. Thì nói tóm lại, qua cái đoạn kinh này mình có thể nói ba điều, hay là dựa theo những điều đó Đức Phật nói. Bây giờ mình đặt một cái vấn đề là chúng ta muốn hộ trì cho mình và hộ trì cho người, thì Phật cho chúng ta những công thức thế nào là hộ trì cho mình và hộ trì cho người. Thí dụ bây giờ mình tha thứ cho một người nào đó, thì ngay giây phút mình tha thứ họ là mình tha thứ ai nữa? Tha thứ mình nữa. Tại vì mình đã mang người đó ra khỏi cái trái tim nặng nề của mình. Cho nên mình tha thứ cho người khác là ngay lúc đó mình đã tha thứ cho mình. Tại vì mình đã không còn cái người đó trong tim mình nữa. Cái người đó đó mình thường nằm chiêm bao mình thấy. Mình thấy mình rượt mình đánh họ, mà đánh lần nào cũng hụt hết. Có nhiều khi mình hụt đánh xong rồi mình tức muốn chết, giật mình thức dậy mồ hôi một cái đổ ra mà không gặp được. Nhưng mà tự nhiên cái ngày đó cái người đó tới xin lỗi mình, sám hối với mình, thí dụ vậy, tự nhiên mình không còn người đó trong đầu nữa. Nó lạ vậy. Cho nên khi mình làm một cái việc cho ai là ngay giây phút đó mình làm cho mình rồi. Phong và ví dụ, khi mà mình nấu ăn cho một người nào đó, mặc dù trên hình thức là mình nói mình nấu cho người đó, nhưng mà ai là người ăn trước nè? Mình. Mặc dù mình không múc cả chén mình ăn, nhưng mà nãy giờ mình vô ra cũng no rồi. Thật là cái thưởng thức đó. Đó. Rồi bây giờ ví dụ như mình vừa khởi ký là để lát tôi gặp cái người đó tôi chửi câu đó. Nhưng mà khi nghĩ như vậy thì cái câu chửi đó nó nằm ở đâu trước? Trong mình trước. Cho nên ví dụ mình cầm một cái cục, mình cầm một cái cục đất mình liện người ta, chưa tới mặt người ta, nhưng mà ai là người dơ trước? Mình. Cho nên người xưa ta dùng cái từ là hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu. Nói theo tiếng Việt là ngậm máu phun người trước dơ miệng mình.
Rồi bây giờ mình không, mình nói đó nghe nó dơ quá, mình nói cầm cục đất liền người khác, phải không? Thật thử ra người ta, ê, nếu mình cầm cái đuốc mà mình đốt trời, trời mình chưa đốt nhưng mà những cái tro đó nó rơi xuống cái tay mình trước. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Lấy cái cây đốt trời, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, nó rớt xuống nó cháy da mình trước, tự cái da của mình bị cháy trước. Đó là lời của Huyền Giác Thiền Sư trong Chứng Đạo Ca. Cho nên á, mình không hại. Cho nên Đức Phật có nói người trí không nói ba điều. Người trí không nói ba điều. Một là không nói những điều vô ích, không nói những điều mà có tác hại đến người khác. Thì nói cái chuyện này Pháp Hòa nhớ có một câu chuyện ở trong Xuân Thu. Thời Xuân Thu có một vị là Mặc Tử. Thì ngài Mặc Tử mới có một người học trò. Bữa nọ mới hỏi ngài Mặc Tử, dạ thưa thầy, nói nhiều là tốt hay là ít nói là tốt? Mặc Tử không có trả lời liền mà Mặc Tử trầm tư một hồi thì ông mới nói. Ông mới nói giả dụ như một con ếch xanh ở dưới nước, nó cứ kêu cả ngày, nó kêu riết mà cái lưỡi nó khô, cái họng nó khô, mà rồi người ta nghe riết người ta cũng chán, cho tẳng thèm để ý tới nó nữa, mà thậm chí ta còn ghét nó nữa, sùm. Nhưng mà ngược lại cái con gà trống á, ngày nó chỉ gáy chừng vài tiếng thôi mà nó gáy đúng giờ, thành thử người ta còn cảm ơn nó nữa, tại vì nhờ tiếng gáy của nó mà người ta thức đúng giờ. Thì ngài Mặc Tử mới nói ngẫm cái chuyện này thì mình cũng học được bài học. Có nhiều khi mình rỉ rả nói cả ngày mà ta nghe phát mệt, và thậm chí ta chẳng quan tâm lời nói của mình, chi bằng mình đừng có học kiểu con ếch xanh đó. Mình hãy học kiểu như con gà trống, nói đúng lúc, đúng việc, đúng thời, đúng người. Nhiều khi người ta còn cảm ơn lời nói đó, và nhiều khi người ta trân trọng cái lời nói đó. Đó là lời dạy của Mặc Tử. Và Đức Phật cũng nói người trí không nói ba điều. Một là không nói những cái điều mà không có giá trị, không nên nói. Cho nên phu nhân bất ngôn, ngôn tất hữu trung. Người không nói thì thôi, thì nói ra thì cái lời nói đó phải có cái đạo lý trong đó. Không nói thì thôi, mà nói thì phải có cái gì, còn không thì đừng nói. Cái thứ hai là không nói những lời phô trương khoe khoang. Người trí cũng nên nói. Thường thường mình thích khoe. Có nhiều khi không ai để ý tới, mình cũng kiếm cách mình khoe. Có một cái anh đó, ảnh mang một đôi giày mới cả ngày, ảnh đi tới lui mà sao không ai khen hết. Thì trong lúc đó có một cái người đó đi tới, lỡ chân dấp té rồi ngã vô người ảnh. Ồ, ảnh mừng quá trời luôn. Anh nói trời ơi mày đi, mày không coi chừng đó, tao đá mày nghe mày. Lúc đó mới đưa cái đôi giày mới anh lên. Trời ơi, gặp lúc đó cái ông này mới đeo sợi dây nịt, cũng muốn sẵn khoe sợi dây nịt của mình, mà không lẽ mình tự kéo cái quần lên chỉ dây nịt kỳ quá, phải không? Gặp lúc này đúng lúc, ê ê, đá đâu đá, đừng đá trúng dây nịt tôi nghe. Cái là ông mới chìa cái dây nịt ra. Rồi hai người, người được khoe giày, người được khoe dây nịt. Gặp lúc đó một người kia đi tới nữa, cũng được cơ hội để khoe. Khoe cái hột xoàn. Ê ê, cho tôi xin can. Ba người có cơ hội khoe hết trơn. Thiên bất ngôn tự cao, địa bất ngôn tự hậu. Trời không có khoe mình cao, đất không có khoe mình dày.
Đất có bao giờ khoe đất dày, nhưng mà tự mọi người đều biết đất rộng và dày. Trời không tự khoe mình cao, nhưng mọi người đều biết trời cao. Cho nên cái người mà người ta có cái tài, thường thường người ta ít có khoe. Thí dụ như thường thường các vị mà người ta giỏi, người ta ẩn sĩ, hoặc là thậm chí biết tìm tới thì người ta còn giúp. Quý vị thấy Khổng Minh Lưu Bị mà phải 3 lần đến để mời Khổng Minh mới ra mặt. Cho nên người trí không tự khoe mình. Điều thứ ba Đức Phật dạy, người trí không vạch trần lỗi của người khác. Tại vì trên đời ai cũng có những cái lỗi lầm, giỏi cỡ nào cũng có sơ sót, nói hay cỡ nào cũng có đôi lúc quá lời. Tại vì nhiều khi mình nói sao, lúc mà mình cao hứng, có thể lời nói của mình nó không được tự chủ. Trong khi mình hành xử, có thể đôi lúc chúng ta phạm nhầm cái lỗi là chúng ta hành xử hơi quá. Cho nên cái người trí thì nhận thấy cái lỗi đó là do sơ ý. Mình đừng cố tình mình đừng cố tình mình làm gì. Mình lấy cái điểm đó là cái chính để mình phô trương cái đó. Vì mình biết cái đó không phải là bản chất của họ, chẳng qua hôm nay là họ sơ tình vô ý, gọi là sơ ý thôi. Mà mình lấy cái đó làm cái điểm chính để mình chà đạp họ, mình nói họ cái điều đó. Cái đó mình cũng không nên. Pháp Hòa nhớ trong sách xưa có câu như thế này: bất trách nhân tiểu quá, tức là không có trách nói sai lầm nhỏ nhặt của người. Bất phát nhân âm tư, không vạch trần cái lỗi của người. Bất niệm nhân cựu ác, không nhớ đến cái điều xấu của người. Ba điều đó nha: không trách, không vạch trần, không nhớ. Nếu người đủ ba cái đó gọi là thử tam giả, tức là nếu có đủ ba cái đó, dĩ dưỡng đức, diệt khả viễn lại. Dĩ dưỡng đức là gì? Có khả năng, nếu mình sống được ba điều đó, đó là ba cái điều tốt để dưỡng cái đức của mình. Thì cho nhiều khi một cái việc đó rất nhỏ, nhưng mình thêm thắt vô, mình thêm mắm, mà Việt Nam mình gọi là thêm mắm dặm muối, mặn lắm. Như có một cái chuyện này với quý vị Pháp, và ví dụ như là nhất sao là thất bổn, chứ ngày xưa mình hay nói là sao? Tam sao thất bổn. Tam sao tức là ba lần sao chép lại thì nó đã mất đi cái bản gốc rồi. Còn đằng này mình mới có nhất sao là đã thất bổn rồi. Cho nên ở Việt Nam mà đi chợ về, ngay tới đầu đường xe cán chết một con vịt, cái mình đi vô tới giữa xóm cái nó thành 10 con, lát tới cuối xóm đồn ra nguyên bầy vịt chết. Tại vì nhất sao thất bổn. Cho qua cái bài kinh mà Đức Phật nói ngày hôm nay, thì xin thưa đại chúng là khi chúng ta nói sự hộ trì đó, thì chúng ta sẽ quán chiếu sâu hơn dựa theo lời Phật. Là xưa nay mình nghĩ là mình hộ trì người đó, người đó, người đó, nhưng mà thật sự ra với cái nhìn sâu, ngay khi chúng ta bắt đầu làm việc đó, chúng ta đã tự hộ trì cho mình. Ví dụ mình đấy, tôi xin phát tâm hộ niệm cho anh mau khỏe mạnh. Mình lại mình tụng thời kinh cầu an. Nhưng mà tụng xong người kia không biết an chưa, chưa biết. Nhưng mà ngay cái người tụng xong tiếng đồng hồ là sao? An. Vì họ đã dùng cái tâm khẩu thân của họ để trì thời kinh đó, người đó an. Cho nên cầu an cho người chính là cầu an cho mình. Sám hối vì người, nhưng mà thật sự là sám hối cho mình, tại tự thân mình sám hối. Và khi nghiệp chướng của mình tiêu trừ
thì tự thân tâm mình thanh tịnh, mình đủ công đức sám hối cho người. Mình nấu ăn cho ai chưa biết người ta hưởng gì, nhưng mà mình là người hưởng trước đó. Hưởng từ cái hương cho đến hưởng tới cái vị. Hay là Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa phải nghiên cứu kinh sách rồi cái gì kia để chia sẻ với đại chúng đó đây, nhưng mà đại chúng chưa nghe Pháp Hòa nói gì hết, mà người hưởng trước là ai? Là Pháp Hòa. Thí dụ bây giờ mỗi tối Pháp Hòa đọc bài kinh đi, Pháp chưa nói gì với đại chúng, đại chúng chưa nghe, nhưng Pháp Hòa là người hưởng trước rồi đó. Hưởng, nhận hưởng được cái nguồn an lạc từ lời Phật dạy rồi. Chứ ngay khi mình hộ trì cho người là mình hộ trì cho mình. Mà mình hộ trì cho mình được vững chắc rồi thì mình hộ trì cho người dễ dàng hơn. Có một anh, có nhiều người con chở mẹ đi đi năm qua, năm cách đây 2 năm. Có một anh Phật tử đưa mẹ già đi qua Canada chỗ Pháp Hòa để dự khóa tu. Thì anh nghĩ trong đầu đơn giản là sẽ drop mẹ xuống chùa, sau đó anh sẽ đi ra ngoài, anh kiếm chỗ anh ở, anh thoải mái. Hoặc là anh tối anh về chùa anh ở, sáng anh dông anh đi chơi. Không ngờ tới đó người ta đưa thẳng vô tu viện Tây Thiên, cách thành phố 45 phút. Vô đó là không xe cộ, không có convenience store, không có cái gì hết. Ở trong đó mà muốn đi ra ngoài là phải có xe. Cho nên khi mà anh vô trong đó rồi, cái đông kẹt quá, đi đâu mà anh thấy ai cũng bận rộn, đâu dám nhờ. Quý vị, cuối cùng anh làm công quả suốt 10 ngày luôn. Chỉ là hộ trì cho mẹ, nhưng mà rốt cuộc mẹ hộ trì cho anh. Tại vì anh ở trong đó, anh thấy được cái sự bận rộn của đại chúng, anh không nỡ nhờ vả làm phiền, mà thậm chí anh còn làm ngược lại, là anh hộ trì cho đại chúng bằng cái năng lượng khả năng của anh trong 10 ngày đó. Cho nên thưa đại chúng, sự tu tập của mình là một hộ trì rất lớn. Sự đi chùa của đại chúng, sự hộ trì tam bảo, sự ủng hộ mọi cái chương trình Phật sự của đại chúng là hộ trì cho tất cả những người khác. Chỗ nào có chánh pháp thì chỗ đó chúng ta hộ trì. Tại vì nó hộ trì là hộ trì gì? Hộ trì chánh pháp. Và bên cạnh đó chúng ta hộ trì chánh pháp, trong đó có người thân của chúng ta. Vì chúng ta muốn biết rằng người đó như thế nào, chúng ta hộ trì. Nhiều người đó bệnh, mình hỗ trì. Mà hỗ trì cho người bệnh cũng là hỗ trì chánh pháp. Tại vì sao? Tại vì trong 8 công đức của Bồ Tát thì trong đó có một công đức là giúp đỡ người bệnh. Hay là quý vị biết là một vị thầy đó bệnh, quý vị cho thuốc giúp đỡ cho thầy đó hết bệnh, để thầy đó tiếp tục công việc Phật sự lo cho nhiều người. Thì khi mình hỗ trì cho một người cũng là hỗ trì cho nhiều người. Mình nuôi một cái đứa nhỏ cho nó ăn học nên người, mình thấy như mình nuôi nó, mà thật sự mình nuôi cả gia đình đó. Tại vì nếu mà nó nghèo hoài mình phải lo mãi. Bây giờ mình ráng lo cho nó học hành nó tốt, nó có công ăn việc làm tốt, nó tự nó lo cho cả gia đình đó. Cho nên mình lo cho một người là lo cho cả gia đình đó. Vì vậy mà người Việt Nam mình qua đây đôi lúc bảo lãnh một người cháu qua, để cho cháu nó lo cho cả gia đình nó. Chứ giờ mình làm chị, mình lo cho má, cho ba, cho em út của nó, lo hoài lo không hết. Thôi giờ bảo lãnh nó qua để nó lo, nó đi làm cho gia đình nó. Hoặc là mình giúp đỡ cho nó, để nó có công ăn việc làm, nó lo cho cả gia đình nó. Chứ mình giúp cho một vị xuất gia. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói có 4 điều không thể coi thường. Một là không thể coi thường một thái tử. Vì ông thái tử đó lớn lên ông sẽ là một ông vua, một minh quân trị vì cả nước. Cho nên không thể coi thường một thái tử khi còn nhỏ. Điều thứ hai, không thể coi thường một thầy tu nhỏ. Tại vì thầy đó nếu mà được nuôi dưỡng hộ trì tốt đẹp, thầy đó có thể trở thành một vị độ đời giúp người. Điều thứ ba, không thể xem thường một đốm lửa nhỏ. Tại vì đốm lửa đó có thể cháy nhà, cháy rừng, thiêu chết người. Điều thứ tư, không thể coi thường một con rắn nhỏ. Tại vì con rắn có thể cắn, mổ người và trúng độc mà chết. Thôi thì hôm nay
buổi tối này Pháp Hòa về thăm đại chúng tại chùa Đạo Phổ Quang, thì Pháp Hòa xin có một bài kinh ngắn với đại chúng là hộ trì cho nhau. Và khi chúng ta thấy được rằng á, sự hộ trì cho người, nhưng mà trước hết là chính mình hộ trì mình. Và khi mình hộ trì cho mình được rồi thì mình hộ trì cho người khác được. Hay nói thiết thực hơn, mình muốn làm hộ pháp thì trước hết pháp hộ mình. Tại vì mình trong người mình phải có Phật pháp, mình mới có thể hộ được Phật pháp. Còn không thì không thể hộ được. Như mình muốn giúp cho người ta ăn chay, trước hết mình phải biết nấu chay và mình có thể ăn chay, mình mới giúp được.